Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 176. Ngô Bình mở bì thư ra thì thấy bên trong là một thư mời làm việc, trên đó viết đội tuyển bóng rổ trường số 1 Trung Châu chính thức mời Ngô Bình giữ vị trí hậu vệ ghi bàn của họ. Ngô Bình nhìn thấy lá thư thì hơi bất ngờ, mặc dù cậu thể hiện rất tốt trong trận thi đấu nhưng đội tuyển của trường nổi tiếng là khó vào, đấy gần như là nơi quy tụ tất cả những tuyển thủ bóng rổ ưu tú nhất trong số các học sinh trung học của Trung Châu. Hơn nữa, có thể nói để nâng cao thực lực của đội tuyển bóng rổ, trường số 1 Trung Châu không tiếc tiền của, năm nào cũng đầu tư cho đội tuyển của trường cả nghìn vạn. Đấy là chưa kể đến các khoản đóng góp của các bạn học từ các hình thức quảng cáo. Hơn nữa, trường còn có một quỹ hoạt động bóng rổ, với tổng vốn lên đến hơn 100 triệu, 5.000 vạn, toàn bộ lợi nhuận hàng năm của nó đều được dùng cho đội bóng. Vì có quá nhiều tiền nên phúc lợi của các thành viên trong đội tuyển rất tốt. Mỗi tháng được nhận bồi dưỡng 5.000, quần áo, giày dép được bao hết. Nếu như thi đấu thắng thì còn có thể nhận tiền thưởng không phải mấy nghìn thì cũng là mấy chục nghìn. Có thể nói nam sinh nào cũng tha thiết muốn được vào đội tuyển, nhưng việc đó quá khó, dù gì thì có rất nhiều người muốn vào nhưng mỗi năm chỉ tuyển thêm 2-3 người mới để bù vào vị trí trống của những người ra khỏi đội. Hiệu trưởng cười nói, em Ngô Bình. Chào mừng em gia nhập đội tuyển bóng rổ trường số 1 Trung Châu, hy vọng em có thể dẫn dắt đội, tiếp tục lập nên thành tích. Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, Ngô Bình gật đầu, xin hiệu trưởng và các thầy cô yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng. Sau khi nghi thức kết thúc, Ngô Bình lần đầu tiên đến phòng huấn luyện rộng gần 2 mẫu của đội tuyển bóng rổ, lúc này các thành viên của đội tuyển đang đợi cậu, trong đó có cả Tiêu Kiếm, hậu vệ ghi bàn bị thương ở chân. Tiêu Kiếm cao 1m92, vạm vỡ và điển trai, cậu ta nhìn thấy Ngô Bình thì liền ôm cậu rồi cảm kích nói, Ngô Bình, thật cảm ơn cậu, nếu trận đấu hôm nay mà thua thì tôi sẽ là tội nhân. Đúng vậy, áp lực của cậu ta rất lớn. Khi đội mình bị tụt phía sau, lòng cậu ta như dao cứa, lặng lẽ rơi nước mắt giữa đám đông, cũng may, lúc đó Ngô Bình đã xuất hiện, dẫn dắt toàn đội giành được thắng lợi. Ngô Bình, bây giờ tôi chính thức giới thiệu. Tôi là đội trưởng, Trương Minh. Tôi là hậu vệ dẫn bóng, Thân Tòng Quân. Tiền phong phụ, Hầu Quảng Diệu. Tiền phong chính, La Nguyên Lượng. Ngô Bình và họ từng kề vai chiến đấu nên đã quen lắm rồi, họ lần lượt chào hỏi cậu. Ngoài ra, còn có mấy thành viên mới được bổ sung, thực lực đều rất khá. Đội trưởng Trương Minh cười, nói thật ra trận thi đấu hữu nghị hôm nay rất quan trọng. Vì Minh Châu và chúng ta phải lần lượt đến địa bàn của nhau để đấu một trận, nếu chúng ta thua ngay trên sân nhà thì đừng mong đến việc đại diện cho tỉnh đi tham gia thi đấu toàn quốc. Ngô Bình cũng biết sơ về tình hình của đội tuyển, nhưng không biết nhiều, cậu hỏi, đội trưởng, khó vào đội tuyển của tỉnh lắm sao? Đội trưởng gật đầu, không dễ đâu, đội bóng rổ của chúng ta đã thành lập 17 năm rồi mà chỉ có 6 lần đại diện tỉnh đi thi đấu toàn quốc. Trong đó thành tích tốt nhất là giải tư. Ngô Bình, đứng thứ tư toàn quốc cũng giỏi lắm rồi. Đội trưởng, đấy là thành tích của các đàn anh, năm ngoái chúng ta còn không vào được đội tỉnh nữa, nói gì đến xếp hạng toàn quốc. Ngô Bình cười, nói, nếu vào được đội tỉnh thì chắc tiền thưởng không ít đâu nhỉ. Đội trưởng, đương nhiên rồi, chỉ cần trở thành đội tỉnh thì trường sẽ thưởng 300 vạn, thành phố thưởng 10 vạn, tỉnh thưởng 50 vạn. Quỹ Trung Châu được các học sinh của trường thành lập cũng thưởng một số tiền, tóm lại là rất nhiều, rất vinh quang. Tiền phong chính là Nguyên Lượng là một người vừa mập vừa rắn chắc, cậu ta cười, nói, nếu có thể vào vòng thi đấu toàn quốc thì giải thưởng sẽ còn lớn hơn. Giải nhất toàn quốc thì quỹ bóng rổ sẽ thưởng 5 triệu, nhà tổ chức thưởng 15 triệu, nhưng đấy chỉ là con số nhỏ, tiền ủng hộ từ các nhà quảng cáo mới nhiều, ít nhất cũng 200 triệu. Ngô Bình rất bất ngờ. Cậu không ngờ một cuộc thi bóng rổ trung học mà lại được thưởng nhiều thế. Đội trưởng nói, mấy năm nay bóng rổ trong nước bị thương nghiệp hóa với tốc độ cao, có không ít hoạt động tìm kiếm tài năng diễn ra, những học sinh có thể lọt vào trận thi đấu toàn quốc như chúng ta thì đều có tư cách được tuyển và sẽ là những ngôi sao tương lai. Ngô Bình, xem ra đãi ngộ của đội bóng rổ chúng ta tốt hơn nhiều đội bóng đá. Trường số 1 Trung Châu cũng có đội bóng đá. Chỉ là trình độ cũng tàng tàng nên không có tiếng tăm, không ai quan tâm đến cuộc thi của bọn họ.
Đội trưởng nói với vẻ khinh miệt, đám chơi bóng đá đó đều là đồ vô dụng, đừng nhắc đến làm gì. Ngô Bình ở đội tuyển huấn luyện một tiếng rồi quay về học. Buổi sáng sau khi tan học, cậu và Hàn Băng Nhiên cùng về, cậu mang theo thuốc và kim châm cứu, chuẩn bị chữa trị cho Hàn Chí Thành. Buổi chiều khi đến nhà họ Hàn, Ngô Bình đích thân sắc thuốc, sau đó châm cứu cho ông ấy. Mọi thứ đều rất thuận lợi và trôi chảy, cứ như cậu đã nắm được những kỹ năng này từ lâu rồi vậy. Sau khi chữa trị, Ngô Bình rời khỏi đó, trước khi đi cậu dặn dò Hàn Chí Thành phải nghỉ ngơi đàng hoàng, sáng mai lại uống thuốc. Ngô Bình về đến nhà thì đã là 9 giờ tối, cô chú đều có mặt, mấy người họ đang uống rượu, mặt Ngô Đại Hưng ửng hồng, có vẻ rất vui. Ngô Ngọc Thu kéo Ngô Bình lại bên cạnh, cười, nói Tiểu Bình, con nói thử sao cậu Mã Thiếu Uy đó lại chịu nhường bước thế. Ngô Bình cười he he, con đánh anh ta một trận là anh ta trở nên ngoan ngoãn ngay. Ngô Đại Hưng, Ngọc Thu, hôm đó Tiểu Bình oai phong lắm, ném hai tên cao to bay qua cửa sổ, rất mạnh mẽ. Chú tò mò hỏi, Tiểu Bình, chẳng lẽ con có tu luyện? Mặc dù ngoài đời không có nhiều tu sĩ nhưng những người bình thường cũng biết được một ít về chuyện tu hành. Ngô Bình không giấu giếm, gật đầu, đúng là con đã tu luyện. Cậu nói xong thì cầm ly rượu thủy tinh lên, bóp nhẹ, thế là ly rượu nát vụn. Chú cảm thán, Tiểu Bình có tương lai sáng lạn rồi. Sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Ngô Bình uống rượu cùng người lớn trong nhà một lúc rồi về luyện công. Hôm qua cậu hoàn thành được nhật nguyệt song luyện, hôm nay cậu phải thực hiện tôi thể tầng cuối, thiên địa tinh luyện. Khi thiên địa tinh luyện bắt đầu, cơ thể cậu bỗng có sức mạnh thần kỳ trỗi dậy, khiến cơ thể cậu lại được nâng cấp, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều loại sức mạnh tuôn chảy giữa trời đất. Khi cậu tu luyện thì không biết gì đến thời gian, đến khi hoàn thành thiên địa tinh luyện thì đã hơn 6 giờ sáng rồi. Cậu đứng lên thì nhận ra mình lại cao thêm một chút nữa, cao lên tầm 1m8. Bây giờ cậu mang thêm giày bóng rổ nữa thì cũng tầm 1m9. Vì tham gia vào đội tuyển của trường nên Ngô Bình phải phân bổ thời gian huấn luyện và học tập, vì vậy cậu chỉ học 2 tiết, thời gian còn lại đều dành để luyện bóng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi trưa tan học, Ngô Bình và Từ Kiêu, Hàn Băng Nhiên ăn cơm ở nhà hàng của trường. Cậu nhận được điện thoại của Thiết Đường, nói là đã chuyển tiền đến. Ngô Bình bảo ông ta đợi ở cổng trường, sau đó ra gặp ông ta. Thiết Đường khom người, vẻ mặt hơi căng thẳng, ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì vội cúi đầu cậu Ngô. Ngô Bình hỏi, đem tiền đến rồi sao? Thiết Đường vội nói, đã đem đến rồi, 1 triệu trong tấm thẻ này, mật khẩu là 6 chữ số cuối của số thẻ. Ngô Bình cất thẻ ngân hàng vào. Nói, gần đây có một quán trà, chúng ta đến ngồi một lát đi. Mục đích chính cậu bảo Thiết Đường qua không phải là vì 1 triệu này mà là muốn moi một số tin tức về tình hình giới tu hành hiện tại từ miệng của Thiết Đường, từ đó có cái nhìn khách quan về tu hành và thực lực hiện tại của mình. Lúc đến tiệm trà, Ngô Bình hỏi, Thiết Đường, tu vi của ông là gì? Thiết Đường vội nói, tôi luyện thành luyện khí. Ngô Bình, nói vậy ông là luyện khí tầng 1 sao? Thiết Đường gật đầu, đúng vậy. Cảnh giới tôi thể trước đây của ông tu luyện thế nào? Thiết Đường nói, tôi thể của tại hạ, miễn cưỡng cũng đến luyện tủy, nhưng chỉ mới nhập môn mà thôi. Ngô Bình, ông không tu luyện đến thiên địa tinh luyện sao? Thiết Đường ngây người, sau đó cười khổ, tôi thể tầng 10 thiên địa tinh luyện, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, sao tôi đạt đến đó được? Thật ra đa số mọi người cũng chỉ có thể đạt đến luyện tủy, sau đó luyện khiếu là một nấc thang khổng lồ, hơn 90% người đều không bước qua được. Mà trong khi luyện khiếu, có người chỉ luyện 2-3 khiếu, còn có người luyện 5-6 khiếu, khác biết rất lớn. Còn về tiểu luyện hình, trong 100 tu sĩ luyện khí thì cũng chưa chắc có được một người làm được. Ngô Bình, tôi thể không tu luyện tốt sẽ không ảnh hưởng đến luyện khí phía sau sao? Thiết Đường, đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao luyện khí có thể hấp thụ được linh khí đất trời, hiệu quả tu hành tốt hơn. Mà tôi thể thì quá khó, cần có các loại bảo vật thiên tài, còn phải có phương pháp luyện khí đặc biệt, nhân vật nhỏ bé như tôi sao có thể làm được. Cho nên sau khi tôi luyện tủy xong, thì lập tức bắt tay vào luyện khí,
nhưng may mắn tôi cũng không tệ, vậy mà tôi cũng đột phá rồi. Ngô Bình, các cao thủ luyện khí ở Trung Châu, ông đều biết hết sao? Thiết Đường, chỉ cần thường ra ngoài hoạt động thì cơ bản tôi đều từng gặp, dù sao mọi người cũng trong một giới, thi thoảng cũng sẽ chạm mặt. Ngô Bình hỏi ông ta cao thủ luyện khí có thực lực mạnh nhất ở Trung Châu là ai? Thiết Đường ngẫm nghĩ rồi nói, luyện khí mạnh nhất Trung Châu, chắc là Ngô Thế Hào, người này đã đạt đến luyện khí tầng 8 cảnh giới huyền môn. Nhưng Trung Châu còn có 3 cao thủ bí cảnh, thực lực của bọn họ càng lợi hại khó đoán, Ngô Thế Hào cũng không thể so với bọn họ. Ngô Bình, ồ, còn có 3 cao thủ bí cảnh. Thiết Đường, 3 người này lần lượt trấn thủ một phương, đều là một vùng rộng lớn. Nhưng cao thủ bí cảnh bình thường không quan tâm đến chuyện bên ngoài, phần lớn tinh lực bọn họ đều tập trung tu luyện. Nói chuyện với Thiết Đường chừng 10 phút, Ngô Bình cũng hiểu được đại khái tình hình giới tu hành Trung Châu hiện tại. Thấy thời gian cũng đã muộn, cậu để Thiết Đường rời đi, như trước quay về trường huấn luyện. Đội trưởng nói, ngày mốt đi Minh Châu đấu với trường trung học số 1 Minh Châu, 2 ngày nay phải tập luyện thêm. Còn nói nếu trận này thắng thì có thể lấy được quyền bước vào thi đấu bóng rổ trung học toàn tỉnh. Trước đó, trường số 1 Minh Châu đã tiến hành thi đấu các trận sân chủ sân khách với các trường cấp 3 khác, kết quả không lý tưởng mấy. Vì vậy, trận đấu với trường số 1 Minh Châu rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến chuyện trường số 1 Trung Châu có thể tham gia thi đấu tỉnh được hay không. Trải qua huấn luyện trong thời gian này, huấn luyện viên đã thiết kế một bộ kế hoạch cho Ngô Bình. Không cho Ngô Bình vị trí cố định, mà để mặc cậu phát huy trên sân. Cậu có thể đổi thành trung phong, tiền phong, hậu vệ bất cứ lúc nào mà tất cả mọi người đều sẽ phối hợp. Sở dĩ làm như vậy là vì Ngô Bình có năng lực quá mạnh, dù là 3 điểm, ngay dưới rổ bóng, cắt bóng, đối kháng, năng lực Ngô Bình đều rất mạnh. Đội trưởng là trung phong đấu 1-1 với cậu cũng đấu đến hậm hực, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu. Thậm chí, cho dù 3, 4 người đồng thời ngăn cản cậu thì cũng rất khó phòng vệ tốt, cậu dùng hết mọi động tác dẫn bóng cơ bản, giống như ma thuật vậy, không thể phòng bị được. Huấn luyện kết thúc là 3 giờ rưỡi chiều, cậu vừa huấn luyện xong, có thể nghỉ ngơi một thời gian, cũng có thể không cần lên tiết chiều, vì thế cậu bèn rời khỏi trường, gọi xe đi đến một cửa hàng xe ô tô gần đó. Chiếc taxi của bổ cũng đã đi được 7 năm rồi, quãng đường gần cả triệu cây số. Mẹ cũng có bằng lái, chỉ là vẫn chưa từng có xe riêng của mình. Cho nên cậu quyết định mua cho bố mẹ một chiếc xe. Xe hơi bây giờ, xe chạy bằng điện đã thành trào lưu, sạc đầy một lần có thể chạy hơn 2.000 cây số, tính năng gia tốc cũng mạnh. Cậu chọn một chiếc xe hơi chạy bằng điện, xe dài 4,9 m, dẫn động 4 bánh, tăng lên 100 cây số trên giờ chỉ trong 3 giây, trang trí rất phong phú. Sạc nhanh 5 phút đã có thể sạc 80% năng lượng. Trong quá trình chạy hơn 2.500 cây số thì một tháng sạc một lần cũng đủ. Đây là chiếc xe điện thương hiệu xa xỉ, hình dáng bên ngoài rất đẹp, hệ số an toàn cũng rất cao, giá bán khá cao, lên đến hơn 6.900.000, cộng lại hết thì cũng gần 7 triệu. Bởi vì có sẵn xe nên quá trình cũng nhanh chóng, hơn 5 giờ chiều, Ngô Bình đã lái xe quay về nhà. Nhà mới đã dọn dẹp gần xong, hơn nữa còn có 2 chỗ để xe, một chỗ trong đó chính là đậu xe mới. Cậu tìm nhân viên đăng ký thông tin xe rồi cầm chìa khóa quay về nhà. Mở cửa ra, cậu phát hiện mẹ đang dọn dẹp trong phòng, tuy là tu sửa mới, nhưng bà ấy cũng không quá an tâm, phải dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ cầm chìa khóa này đi. Ngô Bình đưa chìa khóa xe cho Dương Quế Chi. Dương Quế Chi vội cầm lấy. Bà ấy nhìn rồi ngạc nhiên nói, chìa khóa xe sao? Xe của ai? Ngô Bình, của mẹ đấy. Dương Quế Giai ngạc nhiên, xe của mẹ. Ngô Bình, vâng, dừng ở bãi đỗ xe, mẹ mau đi xem thử coi sao. Dương Quế Chi vội vàng thay giày, đi thang máy xuống bãi đỗ xe nhìn xem, kết quả nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp đậu ở đó, biển số xe cũng không tệ, V6688. Ngô Bình đi xuống theo, cười nói, mẹ, sau này chiếc xe này sẽ do mẹ lái đấy. Bao nhiêu tiền vậy, bà ấy hỏi. 7 triệu. Dương Quế Chi lại không vui vẻ mấy, trừng mắt hỏi Ngô Bình, Tiểu Bình, con lấy tiền đâu ra? Ngô Bình, con thi đấu bóng rổ tốt,
nên trường thưởng cho khoản tiền. Lúc này Ngô Đại Hưng cũng lái xe về, dừng ở chỗ đỗ xe bên cạnh, nhìn thấy chỗ đỗ xe nhà mình có thêm một chiếc xe đẹp đẽ, ông ấy nóng máu hỏi, xe nhà ai đậu ở vị trí nhà chúng ta vậy? Dương Quế Chi không vui nói, xe của tôi. Ngô Đại Hưng ngây người, của bà. Dương Quế Chi thở dài, con trai ông mua đấy. Phản ứng của Ngô Đại Hưng thay đổi, ông ấy lập tức nhướng mày cười nói, vậy sao? Chiếc xe này rất tốt, bố để ý nó lâu rồi, mau đưa chìa khóa cho bố lái xe đi thử xe. Dương Quế Chi, xe là con trai tặng tôi, ông thử gì mà thử, nói rồi, tự bà ấy mở cửa xe, ngồi lên ghế lái. Ngô Đại Hưng cười ha ha, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Ngô Bình lắc đầu, nói con lên trước đây. Cậu vẫn chưa từng ở phòng mới, đến phòng của mình, bên trong khá lớn, có một ban công. Chủ nhà trước tu sửa cũng không tệ, dọn dẹp qua loa một chút là có thể vào ở. Đồ của cậu cũng đã được bố mẹ dọn đến, sắp xếp vị trí cũng không khác với nhà cũ lúc trước. Cậu dọn dẹp một lát, thấy thời gian cũng đã đến, gọi xe tiếp tục đến chữa trị cho Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành từ hôm qua đến hiện tại vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà, lúc Ngô Bình đến nhà họ Hàn, một người đàn ông chừng 20 tuổi đang ở nhà họ Hàn. Anh ta không quá cao, mặc đồ vest, tóc tai gọn gàng, đeo gọng kính vàng kim, đang nói chuyện với Hàn Chí Thành. Hàn Băng Nghiên ở trên lầu, nhanh chân chạy xuống, mỉm cười, nói, anh Bình, anh đến rồi à? Ngô Bình gật đầu, chú thấy thế nào rồi? Hàn Chí Thành nói, khỏe lắm. Những vấn đề sức khỏe trước đây đều được giảm nhẹ rất nhiều, tiểu Ngô, y thuật của cháu giỏi thật đấy. Thanh niên đó cũng đứng dậy gật đầu với Ngô Bình rồi nói với Hàn Chí Thành, thưa chú, cháu vẫn đề nghị chú nên đến bệnh viện chính thống điều trị. Y học bây giờ phát triển lắm, có một cách điều trị ít gây tổn thương, tập trung sóng năng lượng vào cùng một điểm rồi nhẹ nhàng đốt cháy tế bào ung thư, gần như không gây đau đớn. Hàn Chí Thành nói, bệnh viện đã nói khối u quá già, cần quan sát một thời gian trước. Hơn nữa, cũng là tiểu Ngô phát hiện ra bệnh này nên tôi để cậu ấy điều trị thử. Hàn Băng Nghiên nói với vẻ không được vui, anh Bình của tôi nói có thể trị được thì nhất định có thể trị được. Hàn Chí Thành liền cười he he, tiểu Ngô, chú giới thiệu với cháu, đây là cậu hai nhà họ Hoàng, cậu hai nhà thị trưởng Trung Châu. Cậu hai Hoàng mỉm cười. Bình thản nói, Hoàng Lập Kiệt. Ngô Bình gật đầu, cậu Hoàng, hân hạnh. Ngô Bình không thích nói chuyện nhiều với người không thân thiết, cậu nói với Hàn Chí Thành, chú Hàn, chúng ta bắt đầu thôi. Hàn Chí Thành vội nói, cậu Hoàng, tôi phải điều trị rồi, để hôm khác chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé. Hoàng Lập Kiệt đứng dậy, nói, vậy cháu xin phép về trước, hôm khác lại đến tìm Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên tiễn Hoàng Lập Kiệt ra về xong thì giận dỗi nói, bố, sao anh ta lại đến nhà chúng ta thế? Hàn Chí Thành bất lực nói, bố cũng hết cách, dù sao thì cậu ta cũng là cậu hai nhà thị trưởng, không thể đắc tội được. Bố biết cậu Hoàng Lập Kiệt này có ý với con. Hàn Băng Nghiên hứ một tiếng, cái tên Hoàng Lập Kiệt này nổi tiếng ăn sa đọa, sao con có thể để ý đến anh ta? Hàn Chí Thành gật đầu, đúng vậy. Có điều hôm qua bố của cậu ta, thị trưởng Hoàng đã gọi điện cho bố, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định nhà họ Hoàng có mục đích gì đó. Hàn Băng Nghiên thắc mắc hỏi, có ý đồ, nhà chúng ta có gì chứ? Mặc dù bố có làm ăn nhưng chút gia sản đó không đến mức bị nhà họ Hoàng nhòm ngó. Còn về quan hệ của bố thì cũng đâu bằng thị trưởng Hoàng đâu. Hàn Chí Thành, bố cũng thấy chuyện này rất lạ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Ông ta nói đến đây thì lắc đầu, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Ngô Bình tiếp tục điều trị cho Hàn Chí Thành, hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn để ông ta nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc này, tên Hoàng Lập Kiệt đó đã quay về căn biệt thự lớn, quy mô và mức độ sang trọng của nó so với nhà họ Hàn chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Lập Kiệt đứng trước mặt một người đàn ông trung niên, khí tức của ông ta rất mạnh, ông ta là một cao thủ luyện khí tầng 6. Hoàng Nhân Tôn, thị trưởng thành phố Trung Châu. Hoàng Lập Kiệt, bố, con đã đến nhà họ Hàn và phát hiện Hàn Băng Nghiên đã có bạn trai, cậu ta cũng đang học cấp 3, tên Ngô Bình. Sự tồn tại của cậu ta có khả năng sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta.
Hoàng Nhân Tôn bình thản nói, chỉ là một tên tép diêu, nếu cậu ta ngáng đường thì giải quyết cậu ta luôn. Hoàng Lập Kiệt gật đầu, vâng, con sẽ dặn thuộc hạ xử lý. Hoàng Nhân Tôn, bố nhất định phải lấy được viên đan dược đấy của nhà họ Hàn. Bố nhận được thông tin đáng tin cậy, uống viên đan dược đó thì sẽ đột phá lên bí cảnh. Hoàng Lập Kiệt nói, bố yên tâm, nhất định con sẽ lấy được viên đan dược đó, nếu như mềm mỏng không được thì sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Hoàng Nhân Tôn ừ một tiếng rồi nói, nếu như dùng biện pháp cứng rắn thì đừng để lại dấu vết. Vâng. Mặt khác, sau khi Ngô Bình điều trị cho Hàn Chí Thành xong thì ông ấy đã ngủ thiếp đi. Vì vẫn còn sớm nên Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, chúng ta đi dạo chợ đêm đi. Buổi tối Ngô Bình cũng không có việc gì nên cậu gật đầu, ừ đi thôi. Gần đây có một chợ đêm bán thức ăn và rất nhiều thứ thú vị, dài gần 3 dặm, nổi tiếng gần xa, nhiều người tìm đến để trải nghiệm cuộc sống về đêm của thành phố ở đây. Vì chợ đêm ở gần đó nên Ngô Bình đã đạp xe đạp chở theo Hàn Băng Nghiên đến chợ đêm. Chợ đêm chia thành mấy khu, khu thì bán thức ăn, khu thì bán quần áo, phụ kiện, khu thì bán đủ loại hàng hỗn tạp. Chỗ này có một quán thịt xiên khá ngon, Ngô Bình mua 10 xiên, hai người họ vừa ăn vừa đi dạo. Họ đi được mấy trăm mét thì đến một cửa hàng bán tranh cổ. Nói là bán tranh chữ cổ nhưng thật ra đều là hàng giả, dù sao thì đồ thật cũng sẽ không bán ở chỗ thế này. Hai người cười cười nói, Ngô Bình lướt nhìn các hàng quán ven đường một cách vô thức. Lúc này, cậu nhìn thấy có một hàng có đặt một con chuột lớn, cao hơn 30 cm. Đôi mắt của con chuột màu đỏ, thân được quét sơn đen, có chỗ bị chóc, để lộ ra màu xám đen. Ngô Bình nhìn thấy con chuột đó thì dừng lại, mắt cậu bỗng nhòe đi, dường như cậu nhìn thấy bên trong con chuột không phải thép mà là vàng. Cậu giật mình, bước đến trước mặt ông chủ, nói, con chuột to quá, cứ như chuột thật. Râu của con chuột rất dài, trông rất thật. Ông chủ sạp hàng cũng trưng bày những món đồ khác nữa nên không để ý đến bức tượng chuột đó lắm. Ông ta nói, ừ, đấy là tác phẩm của thợ thủ công ngày xưa, là đồ cổ đấy. Sao hả, mua về chơi không? Ngô Bình, nhưng mà lớn quá, khó cầm. Ông chủ liền nói, không sao, tôi có xe đẩy, sẽ giao tận nhà cho cậu. Ngô Bình giả vờ do dự, hỏi, vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Ông chủ thấy Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đều là học sinh nên bấm bụng nói, tôi bán rẻ món này vậy, 3.000 được không? Ngô Bình lắc đầu, đấy là thép, thép đâu có đáng bao nhiêu tiền? Ông chủ nói, cậu nhỏ, không thể nói thế được, nghệ thuật không phải là vô giá à? Bức tranh là dùng mực tô lên, mực đáng bao nhiêu tiền chứ? Nhưng một bức tranh nổi tiếng thì lại có giá mấy trăm triệu đúng không? Ngô Bình, bớt chút đi. 500 thôi. Ông chủ tròn mắt, tôi nói này cậu em, cậu thật biết trả giá đấy, 500 thì tôi lỗ chết mất. Thế này đi, 2.800. Sau một hồi trả giá, cuối cùng Ngô Bình đã tốn 1.200 để mua con chuột lớn đó. Cậu cũng không cần đến xe đẩy, chỉ một tay đã có thể xách con chuột nặng hơn 50 kg đó lên rồi dắt theo Hàn Băng Nghiên rời khỏi chợ đêm. Lúc đến bãi xe đạp, Hàn Băng Nghiên mới cười nói. Nhiều thứ thú vị vậy mà anh không mua, lại mua con chuột to này. Ngô Bình cười he he, nói, lát nữa em sẽ biết, đi thôi, về nhà em. Thế là cậu một tay lái xe, một tay ôm con chuột về nhà họ Hàn. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình lấy cái đục ra, đục nhẹ mấy cái lên chân của con chuột lớn, lớp sơn và thép bị đục ra trước, sau đó thì đến lớp bột màu vàng của vàng. Hàn Băng Nghiên bất ngờ hỏi, sao lại đổi màu rồi? Ngô Bình chồm gần lại xem, cười nói, bên trong là vàng. Hàn Băng Nghiên bụng miệng, vàng hả? Ngô Bình gật đầu, nói, thứ này ít nhất cũng 60 kg, tính theo giá vàng hiện tại thì cũng phải hơn 20 triệu. Hàn Băng Nghiên ngây ra, hơn 20 triệu. Mẹ Hàn cũng ngạc nhiên bước qua, hỏi thử đồ này ở đâu mà ra? Khi biết được là Ngô Bình mua được từ chợ đêm thì hết lời khen. Tiểu Ngô, cháu thật tinh mắt, thế này bán lại là kiếm được hơn 20 triệu rồi. Ngô Bình cười, nói, dì nhìn mắt của con chuột lần nữa đi. Cậu dùng mũi dao cạo nhẹ lên mắt của con chuột cho chóc đi lớp vỏ màu đỏ, để lộ ra phần trong suốt bên trong.
mấy người họ nhìn kỹ thì mới biết đấy là một viên hồng ngọc. Mẹ Hàn rất am hiểu đá quý nên thốt lên kinh ngạc, là ruby huyết bồ câu, hơn nữa cũng phải tầm 6-7 carat, ít nhất cũng phải mấy triệu. Ngô Bình cạo luôn con mắt còn lại, quả nhiên cũng là một viên đá quý. Hàn Băng Nghiên còn vui hơn cả Ngô Thành, nói, anh Bình, anh phát tài rồi. Ngô Bình dùng đao cạy đá quý ra, cắt gọt phần bên trên, dưới ánh đèn viên đá quý tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Wow, đẹp thật, Hàn Băng Nghiên kinh ngạc thốt lên. Ngô Bình cười nói, Băng Nghiên, đá quý này tặng cho em, đem về dùng nó làm mặt dây chuyền. Hàn Băng Nghiên vui vẻ nhảy lên, anh Bình, thực sự muốn tặng em sao? Ngô Bình, đương nhiên là thật rồi. Tốt quá, Hàn Băng Nghiên vui vẻ không thôi, cô sinh ra trong gia đình giàu có, thứ đồ mấy chục triệu cũng không phải gì lạ, nhưng đây là đồ do Ngô Bình tặng, đương nhiên cô rất vui. Mẹ Hàn cười nói, Tiểu Bình, thứ này quý giá quá rồi. Ngô Bình cười nói, chỉ là một thứ đồ chơi thôi, Băng Nghiên vui là được. Mẹ Hàn gật đầu, hỏi Tiểu Bình, cháu chuẩn bị xử lý nó thế nào? Ngô Bình, trực tiếp bán vàng đi. Mẹ Hàn nói, nhà chúng ta kinh doanh cửa hàng vàng bạc trang sức, nghề tay trái chính là thu mua vàng. Vàng này của cháu, dì mua theo giá thị trường, cháu thấy được không? Ngô Bình đang lo phải bán lô vàng này cho ai, nghe mẹ Hàn nói vậy thì vội lên tiếng, vậy thì tốt quá. Hàn Băng Nghiên, mẹ không thể lợi dụng anh Bình con đâu đấy, giá cả phải cao một chút. Mẹ Hàn bất đắc dĩ nói, con gái chỉ biết hướng ra bên ngoài thôi. Ngô Bình ngồi một lúc rồi để lại chuột vàng, chỉ mang theo một khối đá quý còn lại. Rời khỏi nhà họ Hàn, cậu đi một đoạn, định bụng gọi xe về nhà. Đi đến ngã tư đường, một chiếc xe bánh mì màu đen bỗng chạy đến. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao lớn giữ chặt Ngô Bình, dùng túi vải đen trùm lên đầu cậu, kéo cậu lên xe. Ngô Bình cả người căng cứng, muốn chống cự, nhưng sau đó cậu lại không dùng sức nữa, để mặc đám người kéo cậu lên xe. Cậu bị hai người nhấn giữ vào ghế sau xe, tay bị trói, bên tai vang lên âm thanh của một người. Nhóc con, tốt nhất mày cứ ngoan ngoãn đi, nếu không tao cho mày biết mặt. Ngô Bình rất bình tĩnh, hỏi các anh là ai? Dầm. Có người dùng nắm đấm đập mạnh trên đầu cậu. Lạnh lùng nói, không được hỏi. Ngô Bình không nói nữa. Chiếc xe đi chừng mười mấy phút thì dừng lại, sau đó cậu bị người ta kéo xuống xe, đưa đến một nơi. Lúc này, có người đá vào sau chân cậu khiến cậu quỳ xuống, nhưng chân Ngô Bình lại không hề di chuyển. Đồng thời cậu nhẹ nhàng vùng vẫy, dây thừng trói trên tay đã đứt ra, sau đó lấy túi trùm đầu ra. Lúc này, cậu đang ở trong một nhà kho. Đầy người đứng xung quanh. Nhìn thấy cậu tháo được dây trói, những người này có chút kinh ngạc. Một người đàn ông mập mạp trong đó chửi mắng, các anh làm thế nào vậy, trói người mà cũng không biết, đúng là đồ bỏ đi. Ngô Bình quan sát đám người này, bình tĩnh hỏi, các anh bắt tôi làm gì? Người đàn ông mập mập hừ mạnh nói, nhóc con, biết tại sao đưa mày đến không? Tại sao? Ngô Bình hỏi, vẻ mặt không sợ hãi. Người đàn ông mập trông có vẻ không vui, nói, sau này mày cách xa Hàn Băng Nghiên ra, nếu mày còn dám lại gần cô ấy, cái mạng rách này không còn đâu. Ngô Bình cười lạnh, chỉ dựa vào đám vô dụng các anh sao? Người đàn ông mập tức giận, vung tay, đánh tàn phế nó đi. Mọi người xung quanh cầm gậy sắt và đao xông lên đánh Ngô Bình, muốn đánh chết Ngô Bình. Ngô Bình khẽ tránh một bước, một tay cướp lấy gậy sắt vào tay. Trở tay tấn công, đánh bay đao chém đến, sau đó vung mạnh gậy sắt, đánh bay hai người này. Hai đòn tấn công rất nặng, hai tên đàn em bị đập nát cả vai, đồng loạt ngất xỉu. Tên mập kinh ngạc, nhìn Ngô Bình đánh giá, lập tức lên tiếng, anh ba, lên đi. Một người đàn ông cao lớn để râu bước ra, hơn 30 tuổi, cao chừng 1m9, khí thế hung tàn. Anh ta sờ tóc, nói các người đúng là đám vô tích sự. Nói rồi, anh ta đột nhiên chạy ra, lao về phía Ngô Bình, khi cách Ngô Bình chừng 7-8 mét, đột nhiên nhảy lên, một chân đá vào tim của Ngô Bình. Chiêu thức này của anh ta đối với người bình thường quả thực rất kinh sợ,
hơn nữa còn rất khó tránh né. Nhưng Ngô Bình nào phải người thường, động tác của đối phương trong mắt cậu thì đầy rẫy sơ hở, cậu khẽ lùi lại, sau đó đá một cước. Bịch! Người đàn ông trong không trung đã bị Ngô Bình đá bay giống như con heo bị trùm bao tải, bị bay ra xa, rơi vào đống phế liệu, sau đó hoàn toàn không còn tiếng động gì, cũng không biết còn sống hay đã chết. Tất cả mọi người đều sững sờ, anh ba là người mạnh nhất trong đám bọn họ đấy, mà ngay cả anh ta cũng không phải đối thủ, vậy người khác cũng đừng nhắc đến nữa. Không được nhúc nhích. Thế nhưng, tên béo kia lấy ra một khẩu súng, hướng nòng súng về phía Ngô Bình. Ngô Bình liếc nhìn khẩu súng, thản nhiên nói, vô dụng thôi, nó nằm trong tay anh thì cũng chẳng bằng cây đốt lửa nữa. Nói xong, cậu bỗng nhiên biến mất. Mọi người đều đang kinh ngạc thì Ngô Bình đã xuất hiện sau lưng tên mập, sau đó một tay nắm lấy sau gáy anh ta. Bị Ngô Bình nắm lấy, tên mập không còn sức lực, cả người đau đớn, súng cũng bị rơi dưới đất, sắc mặt anh ta tái nhợt, run rẩy nói, anh bạn à, có gì cứ từ từ nói. Ngô Bình lạnh lùng nói, là ai sai khiến các anh? Tên mập đảo mắt, nói tôi chỉ nhận tiền làm việc, không biết là ai. Răng rắc. Ngô Bình lập tức bóp nát vai trái anh ta, người này đau đớn thét lên, lập tức nói, tôi nói, là cậu Hoàng. Ngô Bình có chút bất ngờ, cậu Hoàng nào? Thật ra cậu đã nghĩ đến Hoàng Lập Kiệt lập đầu tiên gặp vào hôm nay. Là Hoàng Lập Kiệt, cha anh ta là thị trưởng thành phố. Ngô Bình hỏi tiếp, Hoàng Lập Kiệt bảo anh làm gì? Tên mập nói, anh ta bảo tôi nhắc nhở anh, đừng lại gần Hàn Băng Nghiên. Nếu anh không nghe thì đánh chết, vứt xác xuống sông. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, nói tại sao Hoàng Lập Kiệt phải làm vậy? Tôi thật sự không biết, tôi chỉ là làm theo lệnh thôi. Ngô Bình ném tên mập xuống đất, lạnh giọng nói, anh quay về nói với Hoàng Lập Kiệt, ngày mai vào giờ này, tôi sẽ ở đây đợi anh ta. Nếu anh ta không đến, tôi sẽ đi tìm anh ta. Cậu biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cậu buộc phải chấm dứt với Hoàng Lập Kiệt, nếu không vĩnh viễn cũng không yên ổn. Nói xong, cậu đá một chân vào chân tên mập, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngô Bình vừa đi, tên mập lập tức gọi điện cho Hoàng Lập Kiệt, thảm thiết kêu lên, cậu Hoàng, hỏng chuyện rồi. Tên kia là cao thủ, anh ba cũng không đỡ được một chiêu của cậu ta. Hoàng Lập Kiệt ở bên kia kinh ngạc, vốn nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ thực lực Ngô Bình lại mạnh như vậy. Anh ta lập tức nói chuyện này cho Hoàng Nhân Tôn, Hoàng Nhân Tôn lập tức nhíu mày nói, xem ra cái người tên Ngô Bình này không hề đơn giản, tạm thời đừng động đến cậu ta, cử người tra rõ lai lịch. Hoàng Lập Kiệt gật đầu, được, con lập tức cử người điều tra. Ngô Bình quay về nhà mới, nói chuyện với bố mẹ rồi quay về phòng tu luyện. Tiếp theo cậu muốn tu luyện là luyện khí thất trọng nhập sát. Không lâu sau, trong hư không, luồng năng lượng tà ác hùng mạnh xuất hiện, cậu dễ dàng luyện nhập linh khí. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, trong thân thể cậu đã có ba luồng sức mạnh kinh người vận chuyển, những sức mạnh này dung hợp vào trong sức mạnh của cậu. Hơn nữa, sau khi nhập sát, trong đầu cậu xuất hiện vào loại công pháp, lần lượt là hắc sát trường, huyền sát chỉ, thiên sát kiếm pháp. Sát lực vừa thành, ba loại công pháp tu luyện này rất rắc rối, gần như là chỉ trong chốc lát. Giống như đã luyện thành từ trước cả nghìn lần vậy. Ban ngày vẫn giống vậy, một nửa thời gian cậu luyện bóng, một nửa thời gian để lên lớp học. Mà hôm nay cậu nhận được khoản trợ cấp đầu tiên từ ngày cậu trở thành thành viên trong đội bóng trường. Đương nhiên, còn có 1 triệu tiền thưởng khi cậu giành được vị trí thủ khoa trong cuộc khảo sát toàn thành. Đồng thời, Hoàng Lập Kiệt cũng đang dùng quan hệ để điều tra Ngô Bình, nhưng kết quả điều tra cũng không có gì khiến người ta kinh ngạc. Bố mẹ Ngô Bình đều là người bình thường, thành tích trước đó của Ngô Bình tuy không tệ, nhưng cũng không phải là xuất sắc. Cũng chỉ trong thời gian gần đây, Ngô Bình đột nhiên trở thành người đứng đầu thành phố, còn gia nhập đội bóng trường. Sau khi xem lại thông tin của Ngô Bình, Hoàng Lập Kiệt cũng không thấy cậu có gì lợi hại cả, sau khi thương lượng với Hoàng Nhân Tôn thì bọn họ vẫn quyết định giải quyết Ngô Bình. Buổi chiều, Ngô Bình không có tiết, cũng không cần luyện tập. Một mình lên sân thượng của khu dạy học để tu luyện. Luyện khí tầng 8 tiếp theo đây được gọi là cảnh giới huyền môn, tức là phải khởi động đạo môn, được gọi là huyền môn trong cơ thể.
Huyền môn có tác dụng rất đặc biệt, nó có thể chứa đựng sức mạnh, tôi luyện sức mạnh và tích tụ sức mạnh. Khả năng chiến đấu của người có huyền môn và người không có huyền môn cách nhau một trời một vực, sức chịu đựng của tu sĩ có huyền môn mạnh hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Đương nhiên, huyền môn cũng có sự khác nhau, huyền môn của tu sĩ chia thành 10 phẩm cấp, người bình thường chỉ có huyền môn bậc 10, thậm chí là không được xếp hạng huyền môn, cả trăm người mới có được một người có được huyền môn cấp 8. Tu sĩ có huyền môn cấp 7 nhất định là thiên tài. Nhưng lúc huyền môn của Ngô Bình xuất hiện thì cậu đã phát hiện khí tượng của nó rất phi phàm, có 10 loại thần quang toát lên, sức mạnh trong cơ thể chạy lòng vòng bên trong, uy lực lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Ngô Bình biết huyền môn của mình là loại mạnh nhất, huyền môn bậc 1, thậm chí cậu còn cảm thấy huyền môn của mình còn mạnh hơn huyền môn bậc 1 một chút, thuộc loại huyền môn siêu phẩm. Khi tất cả sức mạnh dịch chuyển khắp huyền môn một lượt, sức mạnh của cậu lại được nâng cao 6, 7 lần. Chỉ động tác giơ tay hay nâng chân thôi cũng tràn đầy sức mạnh. Ngô Bình nhân cơ hội đó, ở trên sân thượng luyện thành công thêm một bộ pháp nữa. Sau khi cậu khởi động huyền môn thì bộ pháp đó đã xuất hiện, nó tên là quỷ thần bộ, không khó lắm nhưng đối phó với kẻ địch lại khá hiệu quả. Một khi thi triển bộ pháp đó thì xuất thần nhập quỷ, không đoán trước được. Ngô Bình tan học thì đến nhà họ Hàn trước, ăn cơm tối ở đó rồi mới điều trị cho Hàn Chí Thành. Sau 3 ngày điều trị, khối u não của Hàn Chí Thành đã thu nhỏ lại rất nhiều triệu chứng trước đó của ông ta cũng không còn nữa, ông ta gọi Ngô Bình là thần y. Trong quá trình điều trị, Hàn Chí Thành đưa cho Ngô Bình một tờ chi phiếu, mỉm cười, nói tiểu Ngô, con chuột vàng đó đã được cân rồi, hơn 121 ký, chiếm 98% vàng thật, tính theo giá thị trường, chú nên trả cho cháu 24.440.000. Chú trả cháu số chẵn, 25 triệu, cháu thấy sao? Ngô Bình cũng không khách sáo, mỉm cười, nói, vâng, vậy cháu cũng không khách sáo với chú nữa. Hàn Chí Thành mỉm cười, nói, cháu có thể rút tiền từ tấm chi phiếu này trong vòng 7 ngày, đến lúc đó sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cháu. Ngô Bình gật đầu, dạ được. Lúc này, Hàn Băng Nghiên lấy ra một sợi dây chuyền, bên trên có nạm viên hồng ngọc mà Ngô Bình tặng cô. Tạo hình rất tinh tế, vô cùng xinh xắn. Anh Bình, đẹp không? Ngô Bình mỉm cười, nói, đẹp. Hàn Băng Nghiên, hôm qua có một khách hàng đến quán, nhìn thấy sợi dây chuyền này của em thì một hai đòi mua với giá 8 triệu, còn lâu em mới bán. Ngô Bình cười ha ha, lát em cũng giúp anh xử lý viên hồng ngọc còn lại đi, anh định tặng nó cho mẹ làm quà sinh nhật. Hàn Băng Nghiên liền nói, không thành vấn đề. Chuyện này cứ giao cho em. Sau khi điều trị cho Hàn Chí Thành xong thì cũng khá trễ, cậu lại đến nhà kho lần trước. Lúc này, trong nhà kho của một khu xưởng, Hoàng Lập Kiệt đích thân tìm đến. Lần này, vì muốn đối phó với Ngô Bình, anh ta đã dắt theo cao thủ thật sự, đấy một cao thủ luyện khí tầng 5. Cao thủ thế này không có nhiều ở Trung Châu, võ công xuất thần nhập hóa, đặc biệt là khí công cứng của anh ta, đao chém không đứt. Có thể một tay bóp vụn một cục đá. Hoàng Lập Kiệt ngồi đó, nói chuyện phiếm với cao thủ kia, dường như không xem Ngô Bình ra gì. Cậu giỏi đánh nhau thì cũng đã làm sao, cậu chỉ là giỏi đánh hơn người bình thường chút thôi, so với cao thủ trước mặt thì cách biệt đến 108.000 dặm. Cao thủ đó có khuôn mặt tròn, cao tầm 1m75, hai cánh tay đầy rẫy các vết chai sạn do luyện công mà thành. Chính vào lúc đó, một người bước thẳng vào mà mười mấy người ở bên ngoài nhà kho không hề phát hiện ra. Nụ cười của Hoàng Lập Kiệt cứng đờ, cao thủ bên cạnh anh ta đứng dậy, cười nói, đợi cậu lâu lắm rồi. Nhóc con, giờ cậu quỳ xuống xin tha thì tôi có thể tha. Chữ chết vừa dứt thì Ngô Bình đã biến mất, một luồng gió lạnh thổi qua, lưng của cao thủ đó liền trúng một chưởng, đấy là hắc sát chưởng mà Ngô Bình vừa mới luyện thành. Sau khi trúng chưởng, sắc mặt của anh ta liền lập tức tối sầm, đơ người và ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt. Những người còn lại hốt hoảng, lần lượt lùi về sau. Ngô Bình tiến về phía Hoàng Lập Kiệt, anh ta đột ngột đứng dậy, run rẩy nói, cậu đừng làm bừa, bố tôi là thị trưởng, nếu cậu dám động đến móng tay của tôi thì bố tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình cười he he, cậu bước qua, vỗ nhẹ lên vai Hoàng Lập Kiệt, nói, anh không cần phải sợ.
giờ tôi sẽ không làm gì anh đâu. Về nói với thị trưởng Hoàng, nếu như các người có thể tránh được kiếp nạn này thì tôi sẽ tha cho các người. Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi, những người ở lại nhìn nhau, vậy là bỏ đi sao? Hoàng Lập Kiệt thấy khó hiểu, lúc nãy vì quá căng thẳng nên khi Ngô Bình vỗ vai anh ta chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ thì lại cảm thấy hình như vai mình có gì lạ lạ. Hoàng Lập Kiệt vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi vội dắt theo người của mình rời khỏi đó. Anh ta phải về tìm Hoàng Nhân Tôn bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì. Hoàng Lập Kiệt về đến nhà thì cho người làm ra ngoài hết rồi nói với Hoàng Nhân Tôn bằng vẻ mặt khó coi, bố, thực lực của tên Ngô Bình đó rất mạnh, cao thủ được con dắt theo đã bị anh ta đánh bị thương. Hoàng Nhân Tôn chau mày, hỏi, đối phương đánh cao thủ đó bị thương, vậy không có làm hại đến con chứ? Hoàng Lập Kiệt lắc đầu, không có, chỉ nói với con mấy câu khó hiểu. Con nghĩ chắc do anh ta không dám đắc tội với bố, dù gì thì bố cũng là thị trưởng, rất có quyền lực, không phải người mà một tên tép siêu như anh ta có thể đắc tội được. Hoàng Nhân Tôn thở phào, nói, không làm con bị thương thì được rồi. Lúc này Hoàng Lập Kiệt lại cảm thấy vai mình ngứa, bất giác đưa tay lên gãi. Hoàng Nhân Tôn lo lắng hỏi, Lập Kiệt, sao thế? Hoàng Lập Kiệt nói, Ngô Bình vỗ nhẹ mấy cái lên vai con, sau đó con cứ thấy khó chịu. Hoàng Nhân Tôn ngạc nhiên, vội nói, con cởi áo ra để bố xem thử. Thế là Hoàng Lập Kiệt cởi áo khoác ra thì thấy trên vai anh ta có một bông hoa sen màu đỏ tươi như máu. Kỳ lạ là nó đang từ từ nở ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hoàng Nhân Tôn nhìn thấy cảnh đó thì tròn mắt, ông ta dụi mắt, đưa tay ra sờ lên thử. Lúc tay của ông ta vừa chạm vào Hoàng Lập Kiệt thì liền có một luồng sức mạnh chạy vào cơ thể ông ta, đốt cháy chân khí tích tụ sau bao năm tu luyện trong cơ thể ông ta. Cơ thể Hoàng Nhân Tôn phình ra như một quả bóng, sau đó bùm một tiếng, nổ thành xương máu. Uy lực khủng khiếp của vụ nổ làm phòng sách nổ tan tành, đến Hoàng Lập Kiệt ở bên cạnh cũng bị nổ tung, hiện trường cũng nổ banh chành. Đến lúc chết Hoàng Lập Kiệt cũng vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện là thế nào. Thật ra, đấy là một loại bí thuật được Ngô Bình thi triển, có thể cất giữ năng lượng trong cơ thể, một khi có cao thủ luyện khí tiếp xúc với cậu thì luồng sức mạnh đó sẽ lập tức truyền vào người đó, làm chân khí trong cơ thể của đối phương phát nổ, giết chết đối phương. Tối đó Ngô Bình tiếp tục tu luyện luyện khí tầng 9, đoạn thần. Cậu chỉ mất một buổi tối đã luyện được đoạn thần viên mãn, sức mạnh kỳ diệu không ngờ toát ra từ huyền môn, tôi luyện thần hồn của cậu. Trong hư không còn có thần lực chút xuống, tẩy luyện thần hình của cậu. Sau một hồi tôi luyện, cậu cảm thấy tinh thần của mình mạnh lên gấp nhiều lần, tư duy cũng sáng suốt hơn, trí lực cũng được nâng cao rõ rệt. Để kiểm tra sự thay đổi này, cậu đã lấy đề thi toán Olympic trước đó làm cậu đau đầu ra, kết quả cậu đã nghĩ ra được nhất nhiều cách giải chỉ trong tích tắc, không có bài nào có thể làm khó được cậu. Sau khi tu luyện đến rạng sáng, cậu mới nghỉ ngơi một lúc. Trong lúc ăn sáng, Ngô Bình nhìn thấy tin tức vụ nổ xảy ra trong nhà của bố con thị trưởng Hoàng, cả hai bố con đều thiệt mạng trên báo. Bộ phận cảnh sát Trung Châu phái người đến hiện trường tìm manh mối, nhưng không có nhiều phát hiện mới, cuối cùng trở thành án chưa giải quyết. Thị trưởng Hoàng vừa chết, vị trí của ông ta lập tức bị người khác thay thế, qua một thời gian lắng đọng cũng không có ai hỏi đến chuyện này nữa, toàn bộ sự việc đều bị bỏ dở. Ngô Bình biết cách làm của mình có hiệu quả, cậu vẫn làm như không có việc gì đi đến trường. 7 giờ rưỡi, các thành viên của đội bắt xe buýt đến thành phố Minh Châu để tham gia trận đấu trên sân khách. Khoảng 10 giờ chiếc xe đến trường trung học số 1 ở Minh Châu, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi. Trận đấu được diễn ra trên sân khách, Ngô Bình cảm nhận được áp lực từ khán giả bên đội đối phương. Ngoài vài giáo viên và học sinh của trường trung học số 1 ở Trung Châu, còn lại đều là người dân địa phương Minh Châu, họ đều đang cổ vũ cho trường trung học số 1 ở Minh Châu. Nhưng trường trung học số 1 ở Trung Châu được Ngô Bình dẫn dắt nên cực kỳ tự tin, mấy yếu tố này không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của họ. Trận đấu vừa bắt đầu, Ngô Bình biến thành hậu vệ khống chế bóng, chuyền bóng khắp sân, cậu chuyền bóng cực kỳ chính xác, canh chuẩn thời gian. Trung vệ và hậu vệ liên tiếp ghi bàn. Mới bắt đầu 15 phút mà trận đấu đã có tỷ số 25-15, trường trung học số 1 Trung Châu kéo giãn cách biệt đến 10 điểm.
Trường trung học số 1 Minh Châu lập tức thay đổi chiến lược, bắt đầu phòng ngự trung vệ và tiền đạo ghi nhiều điểm nhất chặt chẽ hơn, nhưng khi họ bị phân tâm, Ngô Bình đã thay thế vị trí trung vệ, liên tiếp úp sổ 3 lần làm cho đội Minh Châu bàng hoàng. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là 57-32, cách biệt đến 24 điểm. Sau trận đấu khốc liệt trong hiệp 1, thể lực của cả hai bên đều cạn kiệt, nhịp chơi rõ ràng không còn nhanh như trước, nhưng Ngô Bình không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục tấn công quyết liệt. Cậu 8 lần giành được bóng, 9 lần ném cú 2 điểm, 4 lần ném được cú 3 điểm, 5 cú úp sổ khiến trường trung học Minh Châu hoàn toàn mất tự tin, ngay cả những tiếng cổ vũ la hét trên sân cũng không thể vực dậy tinh thần của họ. Trận đấu kết thúc, tỷ số đã lên đến 120-39. Lúc này sân đấu vang lên rất nhiều tiếng hò hét của nữ sinh, đó là đang gọi tên Ngô Bình, màn thể hiện của cậu vừa ngầu vừa xuất sắc, đã hấp dẫn được rất nhiều nữ sinh trường trung học số 1 Minh Châu. Thậm chí khi trận đấu kết thúc, còn có người chạy đến tặng hoa cho cậu khiến đám nam sinh trường trung học số 1 Minh Châu tức ói máu. Trận đấu vừa kết thúc, các thành viên trường trung học số 1 Trung Châu quay về phòng thay đồ. Trước đó họ vẫn còn rất bình tĩnh nhưng vừa đến phòng thay đồ thì lập tức vừa cười vừa nhảy nhót. Quá là sảng khoái, lần trước bị Minh Châu đánh đến mức tức chết, cuối cùng cũng trút được cơn giận này, đội trưởng nói. Huấn luyện viên cười nói, các em chơi rất tốt, nhất là Ngô Bình, đúng là thiên tài bóng rổ. Mọi người quay sang khen ngợi Ngô Bình một hồi, huấn luyện viên nói, mọi người đừng kiêu ngạo. Vì trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ khiêu chiến với đội mạnh nhất trong tỉnh. Tiền đạo chính vỗ ngực, sợ gì chứ, đánh bại họ. Trung vệ cười nói, chúng ta có Ngô Bình đây rồi, thắng họ chẳng phải là dễ dàng sao. Huấn luyện viên nhìn thời gian nói, đã đến giờ ăn cơm rồi, trường trung học số 1 Minh Châu đã thua, xem chừng họ cũng không định giữ chúng ta ăn cơm chung đâu. Lần này, chúng ta đã thắng được trường trung học số 1 Minh Châu. Chúng ta tìm quán nào đó ăn mừng đi. Mọi người hoan hô, đồng loạt đồng ý. Mọi người thay đồ xong, lên xe rời khỏi trường trung học số 1 Minh Châu. Chiếc xe buýt đi khỏi đó thật xa, một chiếc xe thương vụ chạy ra khỏi cổng trường. Một thanh niên và một người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc xe thương vụ, người thanh niên này khoảng ngoài 20, sắc mặt khá khó coi nhìn chằm chằm chiếc xe buýt đang đi xa kia. Lạnh lùng nói, đám nhóc con này thi đấu khá hay, hại tôi thua 200 triệu. Không thể để chúng chơi tiếp được, như thế sẽ ảnh hưởng kế hoạch dàn xếp trận đấu của chúng ta. Người trung niên khoảng chừng 50 tuổi, giống quản gia hơn, ông ta cúi đầu xuống, tôi hiểu rồi, lập tức dặn người đi làm ngay. Mấy người Ngô Bình còn đang hết sức phấn khởi trên chiếc xe, định đến một khách sạn gần đó ăn một bữa để chúc mừng. Khi sắp đi qua một ngã tư, Ngô Bình ngồi ở hàng ghế đầu để ý thấy một chiếc xe ben bên đường làn bên trái không có ý giảm tốc độ mà phía đối diện rõ ràng là đang đèn đỏ. Ngô Bình có cảm giác không lành, nói với tài xế, bác tài dừng xe một chút. Tài xế sửng sốt nhưng vẫn vô thức đạp phanh, chiếc xe vừa dừng lại, chiếc xe ben đó lao vút qua mà không hề có ý giảm tốc độ, tài xế đó thậm chí còn lạnh lùng nhìn Ngô Bình một cái. Tài xế toát mồ hôi lạnh, mắng, mẹ kiếp. Lái xe kiểu gì đấy? Sau đó ông ấy ngạc nhiên nhìn Ngô Bình hỏi, sao cháu biết nó sẽ vượt đèn đỏ? Ngô Bình nói, cháu đoán. Sắc mặt huấn luyện viên khá khó coi nói, bác tài, đổi đường đi, chúng ta tìm một nơi gần đây là được. Huấn luyện viên là người khá mê tín, gặp phải chuyện không thuận lợi này, cô ấy thường sẽ thay đổi kế hoạch, thế nên tạm thời thay đổi địa điểm ăn uống, cho xe rẽ trái ở đèn giao thông tiếp theo. Ngô Bình tìm trên điện thoại một lúc, nói, huấn luyện viên, 3 cây số phía trước có một nhà hàng được đánh giá rất tốt, đến chỗ đấy đi. Huấn luyện viên nhìn sang, gật đầu nói, ừ, đến đó đi. Lúc này, trên chiếc xe thương vụ trước cổng trường Minh Châu, người trung niên nhận được cuộc gọi, sắc mặt khó coi nói với thanh niên, cậu chủ, việc không thành, xe của đối phương đột nhiên dừng lại, đã bỏ lỡ cơ hội. Hơn nửa giờ họ đã đổi hướng đến một nhà hàng rồi. Thanh niên đó hơi bất ngờ, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, nhà hàng nào? Người trung niên nói, nhà hàng Tứ Hải. Nhà hàng Tứ Hải, hừ, vậy thì bảo người đến thẳng chỗ đó. Lần này thì ngộ độc thực phẩm,
để sau này chúng không thể nào chơi bóng được nữa. Người trung niên cười nói, vẫn là cậu chủ sáng suốt. Vậy chuyện này tìm độc bà giải quyết, khả năng sử dụng độc của bà ta cực kỳ thành thục. Ừ, đi làm đi. Mấy người Ngô Bình đến nhà hàng Tứ Hải, huấn luyện viên gọi phần ăn cao cấp nhất, có giá 8.800 tệ. Xung quanh nhà hàng Tứ Hải khá ổn, ở Minh Châu được xem là nhà hàng khá cao cấp, bên trong còn có phòng karaoke, ngay cả phục vụ cũng đều là các cô gái xinh đẹp mặc sườn xám. Nửa tiếng sau, món ăn lần lượt được mang lên, huấn luyện viên không cho phép mọi người uống rượu nên các thành viên chỉ có thể uống nước trái cây. Phục vụ mở nước trái cây ra, rót cho mỗi người một ly. Nước trái cây đặt ở trước mặt, Ngô Bình bỗng hít mũi, sau đó đến gần người. Một lúc sau, cậu bỗng nói, để ly xuống. Có hai người vừa bưng nước lên đều sửng sốt, hỏi, sao thế? Ngô Bình bưng cái ly lên nhìn, trầm giọng nói, nước này có vấn đề. Một người phục vụ nghe vậy thì cảm thấy không vui, tôi nói này, cậu không được nói bậy, đồ uống này chúng ta vừa mới mở ra, thời hạn sử dụng cũng mới, lại do nhà máy lớn sản xuất, sao cậu có thể nói có vấn đề? Ngô Bình nói, đem hết ly và nước đi đi. Phục vụ nhíu mày nói, này cậu không thể giải thích một lời hợp lý thì tôi không thể đem đi. Cậu nói nước này có vấn đề, rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Ngô Bình không giải thích nói, cứ làm theo tôi nói là được. Huấn luyện viên cũng nói, vậy thì đổi đi, chúng tôi uống nước suối. Phục vụ không còn cách nào khác chỉ đành đem hết ly xuống, đổi thành nước suối. Huấn luyện viên thấp giọng nói, Ngô Bình, trong nước uống có vấn đề gì à? Ngô Bình, huấn luyện viên, trong đồ uống có độc, độc không chết người nhưng tổn thương rất lớn đến cơ thể. Huấn luyện viên khiếp sợ, có người muốn đầu độc chúng ta. Ngô Bình, huấn luyện viên, mọi người trước tiên đừng ăn, cũng đừng uống nữa, em ra ngoài xem thử. Nói rồi cậu ra khỏi phòng đi dạo một vòng, lúc này khả năng nhận biết của cậu cực kỳ mạnh. Nguyên thần ngưng tụ trong lúc luyện thần được phóng ra, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ nhà hàng. Ngay sau đó, cậu phát hiện ra có một người khả nghi trong nhà kho ở bếp, người này khoảng 5-60 tuổi, mặc đồng phục của nhân viên nhưng khí tức của bà ta không phải của người thường, bà ta là một tu sĩ luyện khí. Ngô Bình lập tức chạy đến, ngay khi vừa đẩy cửa vào, một luồng khói đỏ bay về phía cậu đánh một chưởng vào không trung, một luồng không khí mạnh mẽ đè lên. Đẩy toàn bộ khói trở lại. Chỉ thấy một bà lão vội ngừng thở, nhanh chóng lùi về sau. Ngô Bình chỉ vào không trung, thi triển huyền sát chỉ, một tia chỉ phong đánh trúng bà lão, bà ta hừ một tiếng, không thể đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Thấy bà lão không thể động đậy, Ngô Bình giẫm lên đầu bà ta, lạnh lùng hỏi, tại sao lại muốn bỏ độc hại chúng tôi? Bà lão cực kỳ hoảng loạn, cả đời nghiên cứu độc của bà ta. Hại chết rất nhiều người, lần đầu tiên gặp phải một người lợi hại như Ngô Bình. Bà ta nói, cậu nhóc, tôi cũng bị ép buộc thôi. Ngô Bình nhìn bà ta hỏi, người khác ép bà, là ai? Bà lão, người khác gọi hắn là cậu Nghiêm, là công tử Nghiêm Lãnh Thạch cao thủ hàng đầu ở Trung Châu. Ngô Bình nhíu mày, Nghiêm Lãnh Thạch, tôi không quen biết hắn, sao hắn lại muốn hại bọn tôi? Bà lão thở dài. Vị cậu Nghiêm này rất thích cá cược, có lẽ sự xuất hiện của các cậu đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ngô Bình hỏi, cậu Nghiêm này đang ở đâu? Bà lão, tôi khuyên cậu đừng đi chọc vào hắn, Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ bí cảnh, thực lực rất mạnh. Ngô Bình nhấc chân lên, đợi bà lão đứng lên, cậu đánh một chưởng vào ngực bà ta. Bà lão chỉ cảm thấy cả người đau đớn, mềm nhũn, một luồng nhiệt lan truyền từ trên xuống. Khi luồng nhiệt biến mất, bà ta ngã xuống đất, gương mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng lập tức trở nên bạc trắng hệt như bà lão 80 tuổi, bỗng chốc già đi rất nhiều. Cậu cũng quá tàn ác, thế mà lại phá bỏ tu vi của tôi, bà ta oán hận nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, bà muốn hại chúng tôi không giết bà đã là nhân từ rồi đấy, nói rồi cậu mặc kệ bà lão, xoay người quay về phòng. Bây giờ bà lão vừa bị phế tu vi. Trong vòng một tháng muốn đi đường bình thường cũng rất khó khăn, đã không còn sức đe dọa đến họ nữa. Quay về lại bàn ăn, huấn luyện viên hỏi, Ngô Bình, em đi đâu về đấy?
Ngô Bình nói, em đến sau bếp xem thử. Sau đó cậu lại quan sát thức ăn trên bàn, cười nói, bây giờ không sao nữa, mọi người dùng bữa đi. Mọi người ăn xong thì lại lên xe quay về Trung Châu. Khi xe buýt chạy đến Trung Châu, cái người chủ mưu đứng phía sau cậu Nghiêm cũng nhận được tin, Độc Bà không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị hủy bỏ tu vi. Kết quả này khiến cậu Nghiêm vừa kinh ngạc vừa tức giận, ngạc nhiên là vì trong đối phương lại có cao thủ, tức giận là vì đối phương biết rõ thân phận của mình, thế mà lại dám phế bỏ tu vi của Độc Bà, đây là đang xem thường nhà họ Nghiêm hắn. Quản gia bên cạnh nhận thấy tình hình không ổn bèn nói, cậu chủ, chúng ta vẫn nên về rồi bàn với ông cụ, người này không sợ chúng ta, có lẽ cũng lai lịch không đơn giản. Cậu Nghiêm không phải là một công tử nhà giàu bình thường, hắn khá thận trọng trong việc suy xét, nghe thế hắn bèn gật đầu, ông nói đúng, tôi phải tra cho ra thân phận và lai lịch của tên này, sau đó mới có thể quyết định cách đối phó với hắn. Vì vừa tham gia trận đấu xong, sau khi về đến trường, mấy người Ngô Bình được cho nghỉ vài ngày, họ có thể tự do hoạt động. Thời gian vẫn còn sớm, Ngô Bình trước tiên luyện công, quyết định đến ngân hàng đổi chi phiếu, sau đó đến chữa bệnh cho Hàn Chí Thành. Ngô Bình đến quầy ngân hàng, lấy tấm chi phiếu ra, nhân viên tiến hành xác minh số điện thoại, sau đó hỏi Ngô Bình muốn tiết kiệm có kỳ hạn hay không kỳ hạn. Cậu không cần nghĩ ngợi nhiều lập tức gửi 55 triệu tệ vào hai thẻ ngân hàng đứng tên mình. Trong đó một thẻ bỏ 20 triệu tệ, thẻ còn lại là 5 triệu tệ, thẻ 5 triệu tệ này là đưa cho bố mẹ. Mười mấy năm nay, bố mẹ đã rất vất vả, có số tiền này rồi, những ngày tháng sau đó sẽ đỡ cực nhọc hơn. Rút tiền xong, cậu bèn đến nhà họ Hàn. Sau khi chữa bệnh xong, trời vẫn chưa tối hẳn, cậu uyển chuyển từ chối lời mời của nhà họ Hàn để tài xế đưa cậu về. Ngô Bình về đến dưới tầng thì nhìn thấy có một đám người đang đứng ở đó, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi đều có mặt ở đó, sắc mặt đều rất khó coi. Trong đám người đến có một người đàn ông cởi trần, trên người có những hình xăm đáng sợ, hắn cao hơn 1m8, chỉ vào Ngô Đại Hưng, hung hăng nói, tao nói cho mày biết, căn nhà này vốn dĩ là của tao, dù mày đã mua nó thì cũng không thể ở. Ngô Đại Hưng tức giận nói, căn nhà này đã được sang tên cho bọn tôi. Không liên quan gì đến cậu, cậu mà còn gây rối nữa thì tôi báo cảnh sát đấy. Người đàn ông cười nhạo, báo cảnh sát trưởng khu này là anh em kết nghĩa của tao, dù mày có báo cảnh sát, xem hắn nói giúp tao hay sẽ nói giúp mày. Người hiền lành sợ nhất là gặp phải chuyện như vậy, nói lý cũng không được, cầu xin cũng chẳng xong, cuối cùng đi vào con đường cực đoan. Ngô Bình tách đám người ra bước đến cạnh Ngô Đại Hưng hỏi, bố. Chuyện gì thế ạ, đám người này là ai? Ngô Đại Hưng nhìn thấy Ngô Bình đến, ông ấy thầm thở phào nói, Tiểu Bình, nhà chúng ta đã mua lại căn nhà ở đây nhưng người đàn ông này nói ngôi nhà đó là của gia đình hắn, muốn đuổi chúng ta đi. Chuyện này làm gì có lý như thế, chúng ta mua bán hợp pháp, sao hắn lại có thể đuổi chúng tôi đi được? Ngô Bình gật đầu, cậu cũng không hỏi nguyên nhân cụ thể, nhìn người đàn ông có hình xăm nói, cút ngay. Nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Người đàn ông có hình xăm sừng sốt, sau đó cười nhạo, này nhóc con, mày có biết tao là ai không, nói rồi hắn bước đến. Bốp! Ngô Bình tát lên mặt người này một cái, ngay lập tức trên mặt hắn xuất hiện một dấu tay màu đen, đối phương đau đến mức kêu gào, lăn lộn dưới đất. Những người khác giật mình nhưng lập tức hô hào lên, đều đồng loạt nhào đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình đánh mỗi người một cái khiến đám người này ngã xuống đấy, mặt ai nấy cũng đều có dấu tay màu đen, dấu tay xuất hiện này là do cậu sử dụng kình lực hắc sát trưởng, nếu không phải cậu xóa bỏ, nó sẽ không bao giờ biến mất, hơn nữa nó thường sẽ gây ra cơn đau thấu xương. Mười mấy người đều lăn lộn dưới đất gào thét, Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu còn không cút đi, tôi sẽ đánh mỗi người thêm hai cái nữa. Đám người hoảng sợ vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Thấy đám người này đi xa, Ngô Đại Hưng mới thở phào, ông ấy khẽ thở dài nói, trên đời này thật sự không có công bằng chính trực. Người nào có thế lực, nắm đấm mạnh thì có thể tùy ý ức hiếp người khác. Ngô Bình sinh ra và lớn lên ở đây, cậu hiểu quá rõ bản chất vận hành của thế giới này, cái gọi là pháp trị và công bằng đều là dối trá, chúng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người.
Đến giờ cậu vẫn còn nhớ năm lớp 9, có một bạn nữ xinh đẹp cùng lớp bị hai trùm trường dẫn theo hai nam sinh bắt nạt kéo vào nhà vệ sinh, sau đó luân phiên cưỡng hiếp cô. Cô gái bị tổn thương về tinh thần và thể chất, ngày hôm sau đã tự sát. Bố của bạn nữ sinh đã báo cảnh sát và kháng cáo nhưng không có kết quả, các mối quan hệ của bố trùm trường rất rộng, chính quyền đã đuổi gia đình cô gái đi với một câu không đủ chứng cứ. Bố cô gái trong lúc tức giận đã cầm dao xông vào trường đâm mấy người trùm trường bị thương. Kết quả đồn cảnh sát đã ra tay ngay lập tức, dứt khoát bắn chết người bố trả thù này. Sau đó người nhà của trùm trường thuê luật sư kiện ra tòa, yêu cầu mẹ của nạn nhân bồi thường về tổn thất kinh tế, mẹ của cô gái không có năng lực bồi thường, kết quả nhà bị đấu giá. Vào một đêm mưa lạnh lẽo, người phụ nữ đáng thương không nhà để về cũng gieo mình xuống sông. Chuyện này bị lan truyền trên mạng nhưng mọi người đã quen, hoàn toàn không có chút bức xúc nào. Nói nữa, tên trùm trường kia cũng vừa chuyển tới trung học số 1 Trung Châu, khi Ngô Bình thấy thằng khốn đó, cậu gần như không thể tin vào hai mắt mình, loại đó vẫn còn có thể đến trường số 1 học sao. Sau đó cậu mới biết thằng khốn kia là học sinh năng khiếu thể dục, chuyên về điền kinh cự ly dài, nhưng năng lực cực tệ hại, chạy còn chẳng bằng học sinh bình thường. Ngô Bình thản nhiên nói, bố, đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi. Về đến nhà, Ngô Bình giao tấm thẻ kia cho mẹ, mẹ ơi, vừa rồi con mua được một con chuột vàng bên đường, con bán rồi, lời được kha khá. Trong thẻ này có 5 triệu, hai người cầm để dùng đi ạ. Dương Quế Chi và Ngô Đại Hưng ngớ ra, 5 triệu ư. Sau đó Ngô Bình lấy ra một dây chuyền đá quý, cười bảo, mẹ, mắt con chuột đó làm bằng đá quý. Con cậy ra làm một sợi dây chuyền rồi, tháng sau sinh nhật mẹ, con tặng mẹ trước đây. Dương Quế Chi nhận lấy dây chuyền, vui mừng nói, đá quý đẹp thế thì chắc giá không thấp đâu. Ngô Bình cười đáp, mẹ thích là được rồi. Ngô Đại Hưng hỏi, Tiểu Bình, con chuột kia bán được bao nhiêu? Ngô Bình, hơn chục triệu ạ, trong tay con còn giữ một chút. Sau này bố cần dùng tiền thì cứ bảo con. Ngô Đại Hưng cười nói, 5 triệu này đủ cho bố và mẹ xài cả đời rồi. Còn lại con giữ lấy mà dùng. Dương Quế Chi hỏi, Đại Hưng, không phải ông muốn mở công ty taxi à? Nói là chạy thuê cả đời nên muốn mở công ty riêng mà. Ngô Đại Hưng gãi đầu, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tiền vốn mở công ty taxi quá nhiều. Thành phố Trung Châu chỉ được có 20.000 chiếc, muốn mở thì phải dành chỗ của người ta, nói sao thì cũng quá mắc. Ngô Bình, bố, một vị trí như thế bao nhiêu? Ngô Đại Hưng, hiện tại thì ít nhất cũng phải 1,5 triệu, hơn nữa còn phải trả tiền phí phục vụ cho công ty tổng vụ taxi là 50.000. Cứ tính thế thì phải 3, 5 năm mới lấy lại vốn. Ngô Bình nhíu mày, sao còn phải giao phí? Ngô Đại Hưng bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ quyền hoạt động của taxi Trung Châu đều nằm trong tay một người. Người này là em vợ thị trưởng. Hơn nữa sư phụ của tên này cũng là một kẻ có danh tiếng, người ta hay gọi là Lương Ngũ Gia. Ngô Bình hừ một tiếng, ngay cả việc chạy taxi cũng muốn độc quyền, đám người này quá tham lam. Ngô Đại Hưng, thật ra cũng không có gì, dù sao thì công ty bên dưới vẫn trừ lại chút tiền lời cho tài xế kiếm sống. Bố chạy xe thì một tháng phải giao công ty bao nhiêu, còn mình có thể giữ lại bao nhiêu? Ngô Đại Hưng tất nhiên rất rõ những thứ này, số lượng taxi bị hạn chế nên giá ban đầu rất cao, cứ chia đều một cây số là 8 tới 10 tệ, ngày chạy hơn 200 cây, thu nhập cũng được hơn 2.000. Trừ tiền xăng, máy, bảo trì này nọ thì một tháng cũng còn hơn 50.000. Hơn 50.000 thì phải nộp cho công ty 38.000, còn phải giao phí phục vụ lum la là khoảng 4.000, và hơn 2.000 tiền bảo hiểm. Cuối cùng là trừ thuế thu nhập cá nhân. Tới tay còn khoảng 8-9.000 tệ. Ngô Bình biết bố mình rất vất vả, một ngày phải ngồi xe chạy 10 mấy tiếng, tương đương làm phần của hai người nên cái thu nhập 8-9.000 nhìn có vẻ cao nhưng tất cả đều là dùng mồ hôi và sự vất vả đánh đổi. Ngô Bình, nói thế là mỗi một chiếc xe, công ty có thể lời hơn 400.000 một năm, khoảng 2-3 năm là đủ vốn rồi. Ngô Đại Hưng gật đầu, đúng rồi. Nên bố mới mơ ước mở một công ty taxi. Ngô Bình tính toán một hồi, bố, công ty của bố dự tính có bao nhiêu xe?
Ngô Đại Hưng, sơ sơ thì ban đầu cũng phải có 20 xe, vốn bỏ ra cũng phải 30 triệu, thôi, hết dám nghĩ nữa. Ngô Bình cười, không hỏi gì thêm, cậu lại thầm quyết định phải nhanh chóng gom đủ 30 triệu để mở cho bố một công ty taxi. Tối đó, Ngô Bình bắt đầu tiến vào luyện khí tầng 10 cảnh giới bí lực. Cảnh giới bí lực nghĩa là phải tìm hiểu và hấp thu bí lực trong trời đất này. Ngô Bình đang ở giai đoạn luyện thần, linh niệm biến thành linh thần và ý chí cá nhân của cậu hợp làm một, ngưng tụ thành nguyên thần. Năng lực cảm giác của nguyên thần cực mạnh, có thể cảm ứng được nơi nào có bí lực trong vũ trụ. Cậu cảm nhận bí lực cấp thần trước, 1, 2, 3 loại, sau đó hấp thu, luyện hóa. Trong lúc vô thức, trời đã sắp sáng, cậu cũng chân chính tiến vào cảnh giới bí lực, hấp thu một phần bí lực vũ trụ. Sáng sớm, ăn sáng xong, Ngô Bình cũng cảm ứng được dưới lầu có không ít người, cậu bảo với bố mẹ là ăn xong rồi muốn tới trường. Vừa xuống lầu, Ngô Bình thấy ở cửa có một chiếc xe đang đậu, ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên đầu nửa bạc nửa đen. Ngô Bình đi lướt qua xe thì người ngồi trong xe hỏi, cậu là Ngô Bình. Ngô Bình dừng chân, là tôi, ông tìm tôi. Người đàn ông trung niên mặt gầy, thản nhiên nói, tôi là người nhà họ Nghiêm, hôm qua cậu đã phế bỏ độc bà. Ngô Bình nhíu mày, hóa ra ông là người do Nghiêm lãnh thạch phái tới, giờ ông muốn sao? Người đàn ông trung niên, hôm qua tôi đã điều tra toàn bộ về cậu. Trước đây cậu chỉ là người bình thường nhưng gần đây lại đột nhiên phất lên, thành tích thi cử đứng đầu, chơi bóng rổ cũng xuất sắc. Giờ thấy thì chắc chúng đều có liên quan tới việc cậu tu luyện nhỉ, cậu đã là cao thủ luyện khí phải không? Ngô Bình, đúng thì sao? Người đàn ông trung niên thản nhiên, ông chủ Nghiêm là một trong ba cao thủ bí cảnh của Trung Châu, cậu dám vô lễ với con trai ông ấy là tự tìm đường chết. Thế nên tôi cho cậu hai lựa chọn. Trên mặt Ngô Bình vẫn vô cảm, hai lựa chọn nào? Người đàn ông trung niên, một là đi với tôi tới nhà họ Nghiêm xin lỗi. Làm thế thì có lẽ cậu sẽ chết hoặc có thể không, nói chung phải coi tâm trạng cậu chủ nhà tôi thế nào. Ngô Bình, còn lựa chọn thứ hai. Người đàn ông trung niên, thứ hai là cậu phải chết, người thân và bạn bè của cậu phải chôn theo. Chọn thế nào mới đúng, tôi nghĩ không cần nói thì cậu cũng đã biết. Ngô Bình gật đầu, tôi chọn cái đầu, nhưng cho tôi chút thời gian chuẩn bị được không? Đối phương mỉm cười, cậu là người thông minh. Được thôi, tôi cho cậu thời gian tới trưa. Trước 2 giờ chiều, cậu phải tới Nghiêm phủ, nhận lấy trừng phạt. Nếu không đi, cậu và người nhà sẽ chết rất thảm đó. Ngô Bình cúi đầu, tôi biết rồi, trước 2 giờ chiều, tôi nhất định sẽ có mặt ở Nghiêm phủ. Người đàn ông trung niên phất tay, những người đang đứng vây quanh lên xe, nghênh ngang rời đi. Thấy đám người đi xa, Ngô Bình xoay thân lên lầu. Cậu không định đi học mà quyết định ở nhà, chỉ có như thế mới tập trung tu luyện, đánh sâu vào bí cảnh, hai là có thể bảo vệ người thân không bị thương. Lên lầu, Ngô Bình nói với bố mẹ là hôm nay không muốn đi học, sau đó đóng cửa phòng tập trung tu hành. Hôm qua cậu chỉ lo hấp thu bí lực, ký ức trong đầu cho cậu biết hiện tại cậu đã có thể mượn dùng bí lực để tiến vào cảnh giới bí ấn tầng đầu tiên của ẩn tàng luyện khí. Bí ấn là hấp thu luyện hóa bí lực và kết hợp tạo thành một loại ấn lực. Bí ấn có lực sát thương mạnh mẽ, có thể phối hợp với võ kỹ để thi triển, tăng sức chiến đấu. Tới trưa, Ngô Bình đã gộp 4 loại bí lực cấp thần, 6 loại bí lực cấp huyền tạo thành một loại bí ấn huyền diệu. Bí ấn vừa hoàn thành, Ngô Bình đã cảm nhận được vài bí lực vừa được hấp thụ dung hợp với thân thể. Hơn nữa, bí lực trong khắp vũ trụ cũng đang ồ ạt tiến vào trong bí ấn, không ngừng bổ sung năng lượng cho bí ấn. Ngô Bình tu luyện xong loại bí lực cuối cùng thì cũng đã là 1 giờ chiều. Cậu thay quần áo, rồi lái chiếc xe mới mua đi đến Nghiêm phủ. Nghiêm Lãnh Thạch là một trong 3 cao thủ đại bí cảnh ở Trung Châu, tu vi của ông ta đã đạt đến bí cảnh tầng 2, bí kỹ cảnh. Trước mắt, ông ta nắm giữ 4 loại bí kỹ, mỗi một loại đều có tính sát thương rất mạnh. Lúc này, Nghiêm Lãnh Thạch đang viết chữ trong phòng làm việc, bên cạnh là con trai ông ta Nghiêm Hiếu Văn, chính là cậu Nghiêm. Nghiêm Hiếu Văn khen ngợi, chữ bố viết đúng là càng ngày càng khí phách. Con thấy mấy vị thư pháp danh tiếng trong tỉnh cũng còn kém xa bố.
Nghiêm Lãnh Thạch cũng rất biết chữ mình thế nào, ông ta nói, được rồi, không cần phải nịnh nọt. Chuyện lúc trước con nói, giải quyết thế nào? Nghiêm Hiếu Văn, bố, tên kia sợ rồi, đồng ý trước 2 giờ chiều nay đến nhà họ Nghiêm chúng ta chịu trừng phạt, con trai đang nghĩ, nhất định phải giày vò cậu ta ra trò. Mấy phút sau, một chiếc xe chạy đến Nghiêm phủ, người gác cửa nhận được chỉ thị, hỏi rõ thân phận rồi lập tức cho cậu vào. Ngô Bình dừng xe, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi đến, một người nói, Ngô Bình, đi theo tôi. Cậu đi theo hai người đến một phòng khách rất lớn, người vừa đến, Nghiêm Hiếu Văn và Nghiêm Lãnh Thạch đã đi ra. Nghiêm Hiếu Văn quan sát Ngô Bình một lượt, cười lạnh nói, cậu có thể đến đây, chứng tỏ không ngốc nhỉ. Ngô Bình hỏi, anh là cậu Nghiêm? Nghiêm Hiếu Văn, là tôi. Tên nhóc, cậu muốn chết thế nào? Ngô Bình, ai nói tôi sẽ chết, chỉ dựa vào anh. Nghiêm Hiếu Văn ngây người, theo hắn ta đoán, Ngô Bình là đến để xin tha, sau đó hắn ta có thể hung hăng dạy dỗ cậu, cuối cùng khiến cậu chết thảm, nhưng phản ứng của Ngô Bình lại không như vậy. Không đợi hắn ta lên tiếng, Ngô Bình lại nhìn sang Nghiêm Lãnh Thạch. Hỏi, ông chính là cao thủ bí cảnh Nghiêm Lãnh Thạch. Nghiêm Lãnh Thạch khẽ nhíu mày, ông ta cảm nhận được một luồng hơi thở khiến ông ta bất an từ trên người Ngô Bình, đó là sự tự tin mà chỉ cao thủ mới có. Ở Trung Châu ông ta chỉ từng cảm nhận được hơi thở như vậy từ một vị cao thủ khác, mà thực lực vị cao thủ đó đã là bí cảnh tầng 4. Thực lực mạnh đến mức có thể giết gọn ông ta. Vẻ mặt Nghiêm Lãnh Thạch trở nên nghiêm trọng, ông ta đánh giá Ngô Bình từ trên xuống dưới. Hỏi cậu cũng là người tu hành. Ngô Bình không đáp mà chỉ hỏi ngược, các người bảo tôi đến, tôi đã đến rồi. Nghiêm Hiếu Văn hừ lạnh, nhóc con, chỉ dựa vào lời vừa nãy của cậu thôi, hôm nay đừng mong sống sót quay về. Ngô Bình liếc nhìn Nghiêm Hiếu Văn, sau đó cậu nhìn thẳng Nghiêm Lãnh Thạch, nói, Nghiêm Lãnh Thạch, là con trai ông ra tay hại chúng tôi trước. Tôi ngăn cản Độc Bà, hắn ta lại cho người truyền lệnh, bảo tôi đến nhận chết. Con cái của cao thủ bí cảnh, quả nhiên uy phong thật. Nghiêm Lãnh Thạch nhíu mày, nói, sư phụ cậu là ai, nói ra đi để tránh đả thương đồ đệ người quen bạn bè. Ngô Bình, tôi không có sư phụ. Nghiêm Hiếu Văn, bố, cần gì nhiều lời với nó như vậy, dạy dỗ nó trước đi. Ngô Bình đột nhiên biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, Nghiêm Hiếu Văn đã bị cậu nâng cao qua đỉnh đầu. Nghiêm Lãnh Thạch sợ hãi, quát lên, thả nó xuống. Rầm. Tiếng động vang dội, Ngô Bình ném mạnh Nghiêm Hiếu Văn xuống đất, Nghiêm Hiếu Văn phun ra máu tươi rồi ngất đi. Nghiêm Lãnh Thạch lúc này đã điên cuồng, ông ta thét lớn rồi lao đến, mang theo trận gió hung tàn. Phù. Thế nhưng, Nghiêm Lãnh Thạch vừa đến gần người, Ngô Bình đã di chuyển ra sau lưng ông ta, tung một chưởng đánh vào lưng ngay vị trí tim. Bí lực kinh người lập tức phá vỡ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Nghiêm Lãnh Thạch, thân thể ông ta cứng đờ, thất khiếu chảy máu thành dòng. Người xung quanh đều ngây ngốc, mấy người nhà họ Nghiêm này đều có thực lực không yếu, thế mà thực lực bí cảnh như ông chủ lại bị một chưởng đánh trọng thương, bọn họ cũng không ai dám động. Nghiêm Lãnh Thạch nuốt xuống ngụm máu, gằn ra từng câu từng chữ, thân pháp thật kỳ dị, chưởng lực rất mạnh. Cậu cũng là cao thủ bí cảnh. Ngô Bình không giải thích gì thêm, nói thật, hiện tại cậu vẫn là cảnh giới bí ấn, cũng chỉ là luyện khí tầng 11, chứ cũng chưa phải bí cảnh. Nghiêm Lãnh Thạch, lúc trước các người muốn hại tôi, bây giờ tôi tiêu diệt ông phục không, cậu trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Nghiêm Lãnh Thạch trắng nhợt, ông ta thở dài một tiếng nói, là tôi có mắt như mù, không biết là cao nhân. Nói xong, ông ta ho khan không ngừng. Ngô Bình thản nhiên nói, tạm thời ông sẽ không chết. Nhưng ông đã trúng chưởng lực hắc sát chưởng của tôi, phải có thủ đoạn đặc biệt mới có thể sống sót. Nghiêm Lãnh Thạch biết chuyện sống chết ngay trước mắt, ông ta lập tức nói, chỉ cần cậu chịu tha cho tôi một mạng, chuyện gì tôi cũng chịu làm. Ngô Bình vốn muốn dạy dỗ một lúc rồi trực tiếp giết chết Nghiêm Lãnh Thạch này, nhưng lời này của ông ta khiến cậu động lòng, cậu suy ngẫm chốc lát rồi hỏi, Nghiêm Lãnh Thạch. Ông là cao thủ đứng đầu Trung Châu sao? Nghiêm Lãnh Thạch có chút ngượng ngùng nói, hiện tại cậu mới là cao thủ đứng đầu ở Trung Châu. Ngô Bình, lúc trước thực lực ông là mạnh nhất, ở Trung Châu chắc hẳn cũng có chút sức ảnh hưởng.
Nghiêm Lãnh Thạch vội nói, có thể nói như vậy, quả thực tôi cũng có vài phần mặt mũi. Ngô Bình gật đầu, tôi có thể tha ông không phải chết, nhưng kể từ bây giờ, ông nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu ông nghe theo, đương nhiên còn có thể có được vinh hoa phú quý. Nếu không nghe theo, tôi cũng không để ông sống quá một ngày. Nghiêm Lãnh Thạch trong lòng đã chấp nhận, ông ta thở dài rồi nói, được, tôi nhất định nghe theo lời ông. Ngô Bình, quản lý kinh doanh taxi ở Trung Châu là ai làm, ông biết không? Nghiêm Lãnh Thạch nói, quản lý kinh doanh taxi thì tôi có 10% cổ phần. Ngoài ra, dưới tên tôi cũng có một công ty taxi. Công ty taxi của ông, có bao nhiêu xe, cậu hỏi? Nghiêm Lãnh Thạch, khoảng chừng 500 chiếc. Ngô Bình thầm kinh ngạc, một chiếc taxi có thể kiếm được lợi nhuận ít nhất là 4, 500.000, 2.000 chiếc chẳng phải có lợi nhuận 2-300 triệu rồi sao? Thấy phản ứng của Ngô Bình, Nghiêm Lãnh Thạch nói, chỉ cần cậu không giết tôi, kẻ hèn đây đồng ý bỏ ra toàn bộ tài sản. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, ông có bao nhiêu tài sản? Nghiêm Lãnh Thạch, tôi kinh doanh ở Trung Châu đã nhiều năm, gộp các sản nghiệp lại, ít ra cũng có hơn chục tỷ. Ngô Bình thầm tặc lưỡi, hơn chục tỷ, người bình thường dù được trả lương 10.000 một năm thì cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cậu suy ngẫm một lúc rồi nói, tôi sẽ không lấy hết toàn bộ tài sản của ông, nhưng kể từ bây giờ, ông chính là gia nô của tôi bảo ông làm gì thì ông phải làm đó. Nghiêm Lãnh Thạch lập tức nói, được, kể từ bây giờ, cậu chính là chủ nhân, kẻ hèn này là gia nô. Ngô Bình ngẫm nghĩ, hỏi ông ta, ông có thể tu luyện đến bí cảnh, chắc hẳn cũng có sư phụ của ông đến từ đâu? Nghiêm Lãnh Thạch nói, chủ nhân, tôi là đệ tử của Liễu Môn, sư phụ tôi là Liễu Tung Thận. Ngô Bình, Liễu Tung Thận là tu vi gì? Nghiêm Lãnh Thạch, sư phụ là bí cảnh tầng 5. Ngô Bình, tôi đã đánh bại ông không muốn mời sư phụ ông ra mặt báo thù sao? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ, tôi cũng muốn, nhưng lại không dám. Sư phụ có mấy chục đệ tử, nếu ai xảy ra chuyện mà cũng tìm ông ấy thì sao được, ông ấy nào rảnh rỗi như vậy. Cho nên năm đó khi tôi xuất sư, sư phụ đã khuyên răn chúng tôi, tự mình gây họa thì tự mình gánh. Ngô Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Lãnh Thạch, qua một lúc mới lạnh nhạt nói, có thể thấy. Ông đã dừng ở bí cảnh rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể đột phá được. Nghiêm Lãnh Thạch, tu luyện bí cảnh, cấp sau khó hơn cấp trước, tôi có thể đến bước này đã rất mãn nguyện rồi. Còn về cảnh giới bên trên, đời này nếu tôi có thể đạt được, thì đó cũng là ông trời thiên vị. Nếu không đạt được, vậy cũng không sao, ông trời đã rất nhân từ với tôi rồi. Ngô Bình khẽ gật đầu, trưa mai tôi lại đến tìm ông. Nếu ông không phục, có thể tìm đồng môn của ông đến giúp. Nhưng, ông chỉ có một cơ hội, nếu ông thất bại thì tôi sẽ san bằng cả nhà họ Nghiêm. Nghiêm Lãnh Thạch dùng mình, lập tức nói, tuyệt đối không dám. Sau đó ông ta như nghĩ đến gì đó bèn nói, chủ nhân, để tỏ lòng trung thành, nô tài nguyện ý giao ra một món bảo vật trong tay cho chủ nhân. Ngô Bình hứng thú hỏi, bảo vật gì? Nghiêm Lãnh Thạch nói, trong mật thất phía sau phòng sách, chủ nhân nhìn thử là biết. Ngô Bình gật đầu, ừ, dẫn tôi vào đó. Nghiêm Lãnh Thạch đi đến phòng sách, ấn cơ quan dưới bàn, kệ sách dịch chuyển sang một bên, phía sau để lộ ra một cánh cửa, đẩy cửa ra là một căn phòng bí mật. Trong phòng có không ít bảo vật mà Nghiêm Lãnh Thạch cất giữ, trên một cái bàn được làm bằng gỗ quý trong đó có một chiếc hộp ngọc, lớn bằng bàn tay. Ông ta cầm hộp ngọc lên, đưa cho Ngô Bình bằng hai tay nói, chủ nhân. Đồ bên trong là bảo vật vô giá với người tu hành chúng ta. Ngô Bình mở hộp ngọc ra, thấy bên trong có một con trùng màu đỏ đang cuộn tròn, cả người nó như ngọc, phát ra ánh sáng kỳ dị. Chiếc hộp vừa được mở ra, nó lập tức thò đầu ra, để lộ một cái miệng đầy răng nhọn, cực kỳ lạ. Không biết tại sao khi nhìn thấy con trùng này, trong đầu Ngô Bình lại hiện lên những thông tin liên quan. Loại trùng này có tên là tầm tiên, bản thân nó đã là kịch độc. Tuy nhiên chất độc nó tạo ra lại có tác dụng kỳ lạ với cơ thể con người, nếu có thể sống sót sau khi bị trúng độc thì thể chất sẽ được cải thiện rất nhiều. Thế nên một số người sẽ cố ý cho nó cắn để cải thiện thể chất. Hiểu rõ được tác dụng của tầm tiên, Ngô Bình cố ý vờ như không biết rõ hỏi, đây là thứ gì? Nghiêm Lãnh Thạch vội nói, chủ nhân,
Đây là phi tiên cổ, nghe nói sau khi bị nó cắn thì có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên hiệu quả cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Ngô Bình hỏi, nếu sau khi cắn có thể phi thăng thành tiên, tại sao ông không thử? Nghiêm Lãnh Thạch xua tay, tư chất của tôi khá bình thường, không dám thử, nghe nói sau khi bị phi tiên cổ cắn sẽ có hai khả năng, một là chết, hai là biến thành tiên. Ngô Bình cất hộp ngọc đi, lạnh nhạt nói, ừ, vậy tôi cất vậy. Cậu nhìn đồng hồ, hôm nay đến đây thôi, trưa mai tôi lại đến tìm ông. Vâng, Nghiêm Lãnh Thạch vội nói. Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật, Ngô Bình bước đến đá vào người Nghiêm Hiếu Văn một cái, hắn ta từ từ tỉnh lại, không nói gì lập tức rời khỏi nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hiếu Văn tỉnh lại, sau khi hỏi rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn ta không khỏi nghiến răng hỏi, bố cứ thế mà thả hắn ta đi à? Sắc mặt Nghiêm Lãnh Thạch tái xanh, bước đến tát hắn ta một cái khiến khóe miệng Nghiêm Hiếu Văn chảy máu, ông ta nghiêm giọng nói, thằng con bất hiếu, mày suýt hại chết cả nhà rồi. Nghiêm Hiếu Văn che mặt, uất ức nói, con cũng không biết hắn ta lại mạnh như thế, ai mà ngờ một học sinh lại là cường giả bí cảnh chứ. Nghiêm Lãnh Thạch nhắm mắt lại, chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vừa rồi hắn ta đã lấy đi phi tiên cổ đi rồi, hắn ta còn nhỏ tuổi chắc sẽ không kiềm chế được trước lợi ích của phi tiên cổ, sớm muộn gì cũng sẽ thử qua. Nghiêm Hiếu Văn xoa mặt hỏi, bố, ngộ nhỡ hắn ta thành công thì sao? Thành công, Nghiêm Lãnh Thạch hừ một tiếng, bố nói thật nhé, những người bị phi tiên cổ cắn chỉ có một phần vài triệu cơ hội sống sót, thậm chí trước đó có vài thiên tài đã thử, vài ngày sau cũng chết. Nói rồi ông ta lại im lặng vài giây rồi nói, ngộ nhỡ hắn ta thành công thì chắc hắn ta là kỳ tài từ trước đến nay. Người như vậy, dù có làm nô lệ cho hắn ta thì có làm sao? Nghiêm Hiếu Văn ngây người, hắn ta không ngờ bố mình lại có ý nghĩ như vậy. Cam tâm làm nô lệ của người khác. Nghiêm Lãnh Thạch nhìn con trai mình, dường như đoán được hắn ta đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói, nếu hắn ta có thể sống sót sau khi bị phi tiên cổ cắn thì thành tựu sau này sẽ cực kỳ to lớn. Đến lúc đó sẽ có vô số người tranh giành làm nô lệ của hắn ta. Ông ta ngừng một lúc rồi nói, giống như Tô Thần Hầu năm đó, bất kỳ người nào đi theo ông ta đến Trung Châu, bọn bố cũng đều cung kính như thần. Phục vụ ông ta như thần tông. Nghiêm Hiếu Văn không dám tin vào tai mình, bố, hắn ta có thể đạt đến cảnh giới của Tô Thần Hầu à? Nghiêm Lãnh Thạch, bố cũng không chắc nhưng ít nhất hắn ta có khả năng. Thậm chí hắn ta có thể mạnh hơn Tô Thần Hầu. Nghiêm Hiếu Văn hít khí lạnh, vâng, con nghe theo bố. Lúc về đến nhà thì đã khá muộn, Ngô Đại Hưng vẫn còn thức, hôm nay ông ấy đã trúng một tờ vé số hơn 10.000 tệ. Tâm trạng ông ấy rất tốt nên đã mua rất nhiều đồ ăn ngon về, đang vừa ăn vừa xem phim với Dương Quế Chi, trải qua thế giới hai người của họ. Ngô Bình không nhắc đến chuyện Nghiêm Lãnh Thạch, cậu ngồi xuống cùng xem phim với họ. Đợi đến khi bố mẹ đi ngủ, cậu mới tiếp tục tu luyện bí ấn. Cảnh giới bí ấn này khó tu luyện hơn các cảnh giới trước đó, ít nhất cậu phải mất vài ngày mới có thể tu luyện bí ấn đến mức toàn vẹn. Ngày hôm sau cậu vẫn đến trường như thường lệ, đầu tiên là luyện bóng một lúc, sau đó mới lên lớp, còn khoảng một tháng đã là đến kỳ thi đại học, việc học quan trọng hơn tu luyện. Nhờ luyện tập mà trí thông minh của Ngô Bình đã được cải thiện rất nhiều, bây giờ cậu học gì cũng khá dễ dàng. Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh nối đuôi nhau ra về, mấy bạn nữ trong lớp Giang Nhu có vẻ vội vàng chạy ra, mặt đầy vẻ mong đợi. Ngô Bình cũng không để tâm. Gọi điện cho Hàn Băng Nghiên, sau đó ra khỏi trường. Buổi trưa cậu còn phải đến biệt thự nhà họ Nghiêm để chuyển công ty taxi sang tên của mình, như thế có thể thực hiện được ước mơ mở một công ty taxi của bố. Vừa đến cổng trường đã nhìn thấy rất nhiều học sinh hâm mộ đứng ở trước cổng. Cậu nhìn sang thì thấy một chiếc xe thể thao trị giá mấy chục triệu tệ đậu ở cổng, có một người đàn ông đứng trước chiếc xe, ăn mặc rất đẹp, thế mà lại là Nghiêm Hiếu Văn cậu chủ nhà họ Nghiêm. Lúc này, Giang Nhu ngượng ngùng đứng trước mặt Nghiêm Hiếu Văn, trên tay cầm một bó hoa, có lẽ Nghiêm Hiếu Văn vừa tặng cho cô ta, lúc này cậu mới biết bạn trai của Giang Nhu lại là Nghiêm Hiếu Văn, thảo nào cô ta cứ nói cô ta và mình không phải là người cùng một thế giới. Nghiêm Hiếu Văn mỉm cười, tầm mắt vừa rời đi thì nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi, nhưng sau đó hắn ta cúi đầu xuống,
bước nhanh đến trước mặt Ngô Bình, hơi cúi người, khiêm tốn nói, chào chủ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.